Lên 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 nha chị em ơi, lên thôi. Ok. Hello, bà Ivy vô đầu tiên luôn. Hello. Hello, hello, xin chào mọi người. Đến hẹn lại lên gặp nhau các chị ơi. Đến hẹn lại lên gặp nhau nha các chị em của mình ơi, sắp trời giờ gì? Sắp ấm rồi mọi người ơi, sắp mùa hè sắp tới rồi, tha hồ diện đồ nha. Gom đồ, chuẩn bị gom đồ tha hồ diện mùa hè mùa xuân nha mấy chị. Để chờ em chút xíu. Chia sẻ cái. Chị em vào like rồi, thương tình chia sẻ giùm mẹ bơ nha mọi người. Chia sẻ giùm em là trang cá nhân hoặc hội nhóm của người Việt của mình nha mọi người ơi. Thương tình chia sẻ giùm em nha, đẩy view lên cho em nha, tương tác tốt lên trên cái bài like của em nha mọi người. Trời, con này em mập quá à, cả nhà ơi, thấy em mập quá không? View lên cái, nhưng mà mặt set vẫn gọn nha cả nhà, mập nhưng mà vẫn gọn, mập nhưng mà mặt set nên nhà mẹ bơ vẫn còn gọn nha. Em làm biếng mang gút quá, mà mấy cái này mang gút mang bút này nọ lên á, thấy dáng nó mới đẹp ha cả nhà ha. Mấy chị nào mà mình biết mismatch đó, mình mang với vớ mình mặc mặc với quần legging hay mình mang với vớ ra da rồi mình mismatch đồ này nọ lên là đẹp lắm. Hello chị Ngọc Dung. Hello chị Ngọc Dung nè, hôm nay vào xem live được rồi nè. Hôm bữa miss cái live sale nhưng mà không sao. Hôm nay em vẫn còn hàng để em sale cho cả nhà nha, vẫn sale cho cả nhà, em sale được cái gì em sale. Tại vì sắp tới là hàng hàng qua nhiều lắm, tại vì bị kẹt nghỉ lễ Việt Nam, nghỉ Tết ở Việt Nam hơi lâu á mọi người, nên là hả hàng qua chậm, nhưng mà em đang cho cắt đồ hè nhiều lắm, cỡ tầm tháng tháng sau là đồ qua dào dạt luôn, nên là em phải dọn kho. Hôm bữa dọn kho gọn gọn lại thấy được nhiều siêu phẩm quá trời, chưa like lên luôn, nhiều hàng quá mà em chưa like lên luôn. Đây, hôm nay em có cái mẫu này mới nè cả nhà. Cái mẫu này xinh cực kỳ luôn. Cái này là hàng đầm mà form dáng lửng nha. Cái em đang mặc là set ha. Em đang mặc là cái set. Còn cái này là form dáng lửng. Rồi mọi người vào đẩy view lên cho em, review cao cao lên á thì em sẽ cho mọi người mua mua hàng 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 giá tặng nha. Để em lấy ra hàng giá tặng, em sẽ lấy ra 7 cái đi. Ok, hôm nay sẽ bán giá tặng 7 cái cho mọi người với giá 10 đồng. Đầu like em sẽ bán tặng cho mọi người. Đầu like em sẽ bán tặng cho cả nhà mình 7 cái, 7 7 món đồ, là gồm trong đó là em sẽ có 3 đầm và 4 bộ đồ bộ nha. Em sẽ tặng cho mọi người 3 đầm với 4 bộ đồ bộ giá 10 đồng ha. Cả nhà sẽ mua được với giá 10 đồng. 10 đồng là coi như là không đủ tiền tiền ship qua nữa cả nhà. Cái bộ đồ là em tặng á, coi như là lấy cái tiền ký thôi ha, coi như là bộ đồ là em tặng mọi người luôn rồi đó. Nên là em sẽ tặng cho 7 chị, em sẽ chốt được cho 7 chị. 7 chị comment nhanh nhất ha, em sẽ chốt cho 7 chị comment nhanh nhất. Chờ em chút xíu em lấy đồ.
Rồi tặng cho cả nhà mình 4 bộ đồ này với giá 10 đồng nè. Rồi. Và ba cái đầm đem lựa ba cái đầm, mọi người vào chia sẻ cho em nha. Chị tình yêu nào vào rồi chia sẻ chấm bài lên cho em đi. Thấy em chia sẻ giùm em một cái, thấy em say hi chào em một cái, mọi người ơi tương tác với nhau nha. Em sẽ tặng đầu like cho 7 chị mình chốt với giá 10 đồng giùm em nha. 4 bộ đồ bộ tuyệt đẹp và ba cái đầm nha. 4 bộ đồ bộ và ba cái đầm cho mọi người chốt luôn. Cả nhà mình nhận hàng 10 đồng của em chưa? Trời ơi, hàng tuyệt đẹp xuất sắc mà. Coi như là 10 đồng là em lấy cái ví may mắn thôi cả nhà, chứ không có nói chung tiền bộ đồ hồ bộ. Cái tiền đó đủ không đủ tiền ship qua nữa. Chứ đừng có nói là cái bộ đồ hay là cái đầm nha cả nhà nha. Đó, không ai bán gì đâu. Mà em bán là toàn là hàng mới, hàng em đang bán trên shop chứ em đâu có lấy hàng à, hàng bậy bạ đâu nha. Nên là mọi người cứ yên tâm đi, em coi coi. Mẫu nào đây? Trời ơi, cái nào cũng đẹp quá, không biết lấy cái nào. Ba cái đầm. Chia sẻ đẩy view lên cho em đi. Chị Thanh Tăng hả? Em gọi chưa chị ơi, em chưa chốt đơn cho chị Thanh Tăng mà bữa có 3 bộ đồ à. Bữa có 3 bộ đồ nên em chưa có chốt nha. Chị Thanh Tăng gần mà gửi một cái ngày hôm sau tới liền. Nay gom luôn em, mai em chốt rồi có gì em gửi, chị muốn thì em gửi, còn không thì 1-2 bữa nữa. Chị khi nào chị muốn thì chị nói em chốt em gửi thôi. Tại vì chị gần em mà. Ngày trước ngày sau cùng tiểu bang là ngày trước ngày sau, có 1-2 ngày là nhận rồi mấy chị. Cùng tiểu bang là nhanh lắm. Cho em chia sẻ thêm vài hội nhóm nữa mọi người. Giúp em phụ em chia sẻ lên nha. Ok, không gấp đâu, thank you chị. Rồi đầu like em sẽ chốt tặng cho 7 chị nha. Mình like và chia sẻ cái like của em để không bị ẩn cầm ngang nha mọi người. Em sẽ chốt tặng đầu like cho 7 chị với là 7 item nha, là 3 cái đầm và 4 bộ đồ bộ. Đó với giá 10 đồng. Chị bị gắn thẻ là sao vậy ta? Em đâu có gắn thẻ đâu ta. Em đâu gắn thẻ chị yêu đâu chị yêu. Em đâu có thác ai vô đâu ta. Gắn thẻ hả? Không hiểu. Không sao chị ơi, vô coi thả tim thả ơ lên cho em là được rồi. Thả tim thả like lên cho em nha. Rồi bây giờ chốt đồ bộ trước đi cả nhà. 4 bộ đó, 4 bộ đầu like tặng cho chị nào mà chia sẻ giùm em nha. Đó, tặng cho cả nhà nè, trời ơi. Đầu tiên là lên cho nó sung qua Burberry. Đẹp chưa? Cái sọc Burberry này em bán 22 đồng á mấy chị. Nói điêu mất lọc liền. Mà cái này là hàng hot luôn. Bây giờ em chia sẻ tặng cho mọi người luôn. 22 đồng mà em bán tặng cho mọi người giá 10 đồng nha. Lên cho em mã Burberry. Form này là form under 135 pound nha. Under 135 pound. Rồi lên cho em cái này là nơ. Nơ under 135 pound luôn cho em nha. Mấy cái form này nè. Rồi, cái form này lên cho em là gấu ren. Form này under cho em là 125 pound. Form này là form nhỏ hơn nha, gấu ren này form nhỏ nha. Hàng sale, hàng tặng, hàng gì em lên em đều nói size, nói form rõ hết. Mấy chị nghe rõ, comment rõ, mình mặc vừa rồi chốt cho em nha. Em không đổi xả sâu like nha mấy chị nha. Nói chung là mất lòng trước được lòng sau thôi cả nhà. Nên là cái gì cũng em cũng muốn rõ ràng á. Nên là ai mà dễ thương dễ chịu với em là em dễ thương dễ chịu gấp 10 lần, mấy chị yên tâm đi. Đó, rồi. Rồi form này là 140 pound cũng vừa cho em nha cả nhà mình nha. Rồi lên cho em cái mẫu này là mẫu cánh cục, con chim cánh cục nè. Đó, bán tặng cho cả nhà mình 10 đồng bộ thôi. Em sẽ lên một loạt xong rồi em coi comment ai comment đầu tiên em chốt thôi. Em lên một loạt rồi em coi comment ai đầu tiên em chốt cả nhà mình ha. 10 đồng. Rồi chốt đồ bộ trước đi nha.
À tội xe vô rước người ta bị lóc rồi hả? Không sao không sao, thả tim thả lên, thả tim lên cho em là được rồi. Bộ đầu tiên Burberry cho chị Tiffany này nè, đẹp quá. Hai chị anh Lê, hello chị anh Lê nha. Rồi bộ thứ hai, bộ thứ hai con chim. Ủa con chim là cuối cùng mà ta, con chim là bộ cuối cùng mà. Con chim cho chị Nát nè, con chim cho chị Nát. Hai Hằng Ly, thấy Hằng Ly nha. Ôi rồi hai bộ này không ai chốt à. Bộ ren nè, gấu ren với lại cái nơ. Nơ này hàng Latin đẹp nha mọi người. Trời ơi, cái nơ này hàng Latin đẹp xỉu luôn á. Ông chốt thì thôi em giữ lại luôn. Em giữ lại em bán giá bình thường nha. Rồi em chốt cho hai chị đầu tiên rồi. Em chốt xong cái đồ bộ rồi nha. Chị Nát với lại chị Tiffany này nha. Rồi qua đầm nha mọi người, qua đầm nha. Đầm. À cái ren đó form nhỏ thằng Ly mặc không vừa đâu. Nếu mà Ly mặc vừa mặc được cái nơ á, cái nơ ren, cái nơ á mới mặc vừa. Cái ren đó form 125 pound đổ lại à. Chị nào cỡ 125 pound đổ về mặc vừa nha. 130 cao cao cỡ 1m55 trở lên thì 130 pound được. Rồi, lên cho em cái màu vàng nè. Ở cổ sơ mi màu vàng có cái búp eo. Cái mẫu này em còn sót lại chứ bữa giờ bán hết rồi mọi người. Đầm này là free size nha. Ngực 100 eo 90 cho em. Ngực 100 eo 90 cho em vàng. Vàng ok, vàng cho Hằng Ly nè, đầu tiên nè 10 đồng. Vàng cho Hằng Ly. Rồi tiếp tục giùm em. Dít dắt. Ồ dít dắt nâu xinh quá xinh luôn. 10 đồng. Dít dắt nâu. Cái màu dít dắt này nó sang dễ sợ, cái màu màu giống như màu mô cà mấy chị. Màu cà phê sữa rồi màu nâu đậm đậm mô cà lên. Dít dắt cho em nha, tặng luôn 10 đồng. Bộ em mặc á, bộ em mặc là cái set set vest rất là sang luôn mấy chị. Ngực coi, ngực cái này free size luôn cho em, màu 145 pound vô tư thoải mái luôn, ngực 100 100 lẻ eo 90 luôn nha. Có quần, quần có túi đàng hoàng. Nâu cho chị Ngọc Dung nè. Ok chị Ngọc Dung nâu nè. Rồi, tiếp tục lên cho em cái này. À, đâu rồi? Ủa. Nâu cho chị Ngọc Dung nha. Ủa trời, bấm lộn hả? Bấm lộn gì chốt? Bấm lộn gì chốt cho chị Ngọc Dung luôn. Chị Ngọc Dung comment vàng tiếp theo. Bấm lộn gì chốt cho chị Ngọc Dung. Rồi beo. Ồ cái beo xanh này mọi mọi người ơi, nó mát gì đâu luôn á. Cái mẫu này là cái mẫu xoắn, xoắn ngay cái eo cho em nha. Xoắn ra cái eo có ba cái hộp ngọc trai ngay đây đó. Ngực 100 eo 87 luôn, ngực 100 eo 87 co giãn thoải mái luôn cho em. Beo xinh không mọi người, xinh xỉu luôn. Rồi cho chị anh Lê beo rồi là em xong nha cả nhà. Tặng chương trình tặng quà tới đây là hết, chương trình tặng quà tới đây là hết nha. Cảm ơn mấy chị chia sẻ ủng hộ. Đó, em là có tình hết, tình hết nghĩa tặng tặng hết cho mấy chị, nên là mấy chị yêu là ủng hộ giùm em tiếp theo nha, đừng bỏ đi đâu nha cả nhà, đừng bỏ đi đâu nha. À, đừng bỏ đi đâu nha mọi người ơi. Dung có nâu chị lấy vàng. Ủa ủa chị Ngọc Dung có nâu rồi hả? Thôi thôi lỡ rồi nãy em lỡ em nói chốt chị Ngọc Dung rồi, chị Tiffany ơi. À, có gì em xuống like em kiếm, nếu mà em còn cái vàng đó thì em sẽ báo chị sau nha, chị Tiffany nha. Đó, chị Tiffany đừng, trời ơi, yên tâm chị Tiffany chốt quá trời hàng hàng đẹp mà, hàng tặng của em rồi. Đừng đừng có buồn, em xuống like em kiếm cho, em kiếm có em hú cho. Rồi cả nhà ai chốt cái mã em mặc là chị Nhân Nguyễn ha.
À set này 25 đồng nha. Set này 25 đồng nha. Tình yêu 25 đồng. Set vest free size luôn. Eo co giãn thoải mái, trời ơi, cái caro này nó đơn giản nhưng mà mỗi người mấy chị ít nhất cũng có 1-2 mẫu caro trong tủ đồ. Nó sang mà nó dễ mặc đồ lắm, nó dễ phối đồ nữa, đi đâu mặc cũng đẹp cũng lịch sự hết trơn á. Caro 25 đồng một set. Mấy cái set này trời ơi mấy chị nhìn nút nè, đó, nút lớn rất là đẹp luôn, em may rất là nét luôn cái cổ này nha. Ủi keo nét sắc sảo cực kỳ cho mọi người mình mặc rất là sang những cái bộ đồ này mà em bán có 25 đồng mà mấy chị ơi. Rẻ lắm luôn á. Em có cho mình thêm cái màu này là màu sọc. Chị em nào mình tròn tròn mà muốn mặc ăn gian hắt dán cho nó cao cao lên á, chốt màu sọc nha. Sọc này là sọc đen phối với lại màu mỡ gà. Phối với lại màu mỡ gà rất là sang, trắng da nữa. Set này free size cho em mà 145 pha đổ lại là mặc vừa hết mấy chị. Hàng nhà em là hàng bo thun. Eo này 90 luôn mấy chị. Eo này co giãn 90, ngực 100 ok hết cho em nha. Đó, form rất là sang luôn, quần là có túi đàng hoàng nha. Chị em nào mà mình thích màu tối tối không có thích họa tiết nhiều á, chốt mấy cái màu sọc này nè, dễ mặc đồ lắm. Rồi, cả nhà mình thích lên đầm lửng này không? Lên mẫu đầm lửng này không? Em lên cái mẫu này phơm lửng cho cả nhà mình xem. Phơm lửng nha. Phơm lửng giùm em nha. Rồi, tới bắp chuối á mọi người, tới bắp chuối á. Cái này xinh lắm, tới bắp chuối. Cái này chị Tiffany. Rồi. 108 pha thì nó ôm vô thôi chị ơi, đâu có bị rộng đâu. Hàng nhà em là từ 90 pha cho đến 90 pha mặc vẫn vừa, mà em có khách 90 pha mặc vẫn vừa chị ơi. Em có khách 90 pha mặc vẫn vừa. Mấy cái hình em up lên đó là hình feedback của khách từ 90 pha cũng có, 100 pha cũng có, 145 pha có, 150 pha cũng có luôn á. Mấy chị đều mặc vừa và xinh đẹp, mấy chị mới gửi hình feedback cho em đó cả nhà ơi. Này nè, có em có màu hoa tím mà muốn em mặc màu nào lên trước. Coi đầm lỡ không mọi người ơi. Đó. Em có màu hoa tím, màu đỏ. Cổ này là cổ vi xuống dễ thương lắm. Cổ vi, cổ tim chứ, cũng kiểu tim xuống. Xinh lắm, để em mặc lên mặc cái màu nào lên giờ ta? Mặc màu tím đi. Mặc màu hoa tím lên. Mặc màu hoa tím đầm này 23 đồng thôi, đầm lỡ này 23. Ủa vậy chị Nhân Nguyễn có lấy cái set caro này không? Cái set caro này không chị yêu. Đồ của chị bữa giờ cũng nhiều quá mà em quên. Để cuối tuần này em gọi cho chị. Đây. Đó, cái phần ngực nè, xinh lắm, cái này em may bèo trước sau luôn cho mình nha. Có túi luôn, phom lỡ. Phom dán lỡ. Dạng đầm midi á mọi người. Đó, làm cái sắp kịch nó đuối vô nữa nè. Dễ thương. Có 23 đồng thôi. Eo 90, ngực 100 luôn cho em nha. Ngực 100, eo 90 luôn cho cái mẫu này. Nhìn nó gọn gọn, xinh xinh. Mà co giãn tốt luôn nha mọi người. Co giãn tốt luôn.
xong thì em qua cái đầm dáng dài nha. Cái mẫu này xinh lắm mọi người, thiết kế là coi hoa giùm em nè. Trời ơi, cái màu màu này lạ nha, cái dải này lạ nha mọi người, nhìn giùm em cái hoa nè, cái màu là màu màu xanh xanh ngọc đó ta, nó có pha vừa xanh xanh xám xám vô á, sang lắm. Em hôm nay em cũng soạn ra một mớ đồ bộ, cái này là hàng, trời ơi, cái này là nhiều đồ big size trong đây luôn á, mà em quên đó mọi người, em quên, để xíu nữa em like sang trẻ cho. Nhiều quá, kiểu như em là có cái tật á, em có cái tật là đồ mà về á, đồ mà em nhận được đồ em thấy đẹp á, kiểu như em để dành. Không biết, không, à, trời ơi, đồ giống như bị khùng vậy, không bán, để dành, cất mỗi chỗ mỗi nơi gì đó. Cất nó, thôi để dành cái này từ từ like, thôi cất cái này trước đi, từ từ like, thấy đẹp quá từ từ like. Kiểu vậy á, cái xong rồi quên luôn, cái hàng cứ về dồn dập tiếp, cái lại quên cái mẫu trước đó. Cái bây giờ hả, móc ra thì quá trời, còn quá trời. Nhà tại vì em sợ mẹ em la nên mỗi chỗ là em giấu một chỗ, mỗi chỗ cái em giấu một khúc gì đó, nên là em cứ bị hạ cho như là em không nhớ là em có cái gì á. Thảo Lê hả, hai chị Thảo Lê rồi. Mọi người còn ai coi cái mẫu đầm lỡ này nữa không nè, cái mẫu đầm midi này nữa không, còn ai thích mẫu này nữa không? Không, em qua mẫu dài nha, em qua mẫu dài nha cả nhà mình nha. Chị Thảo Lê khách mới à, khách mới, ok chị, 150 pound chị, mà chị muốn mua đầm thì chị báo cho em cái số vòng ngực với chị, đo giùm em cái vòng ngực với vòng eo nha. Thường đầm nhà em á, 150 pound thì tùy theo chiều cao nữa mấy chị, nhiều chị cao cao chút xíu á, 150 pound, 145 pound, mà đo giùm em cái eo cỡ 90 đổ về và cái ngực cỡ 100 đổ lại là đa số là mặc được hết đầm nhà em nha, là đa số sẽ mặc được vừa đầm nhà em nha. Còn đồ bộ thì 150 pound thì có nhiều mẫu lắm, còn mà đầm á thì đo giùm em cái eo với cái ngực nha. Để em lên miếng nhạc coi, nãy giờ em nói chay hơi buồn. Đây cái mẫu em đang mặc nè mọi người ơi, thiết kế mới rất là xinh luôn, nhìn giùm em cái phần ngực rất là đẹp nha. Đó, nó hở mà nó không hở nha, nó vẫn có một cái độ hở mà quyến rũ nhất định, nhưng mà nó phải không có hở, ai mà ngực nhỏ cũng không sợ bị hở nha. Em ngực có 90 rồi cả nhà, em ngực có 90 nhưng mà cái mẫu này mặc nó tôn ngực dễ sợ luôn nè. Mẫu này ngực 100, eo 90 luôn cho em, form dáng dài tới mắt cá của em nha. Tay lỡ. Mẫu em đang mặc 25 đồng. À, muốn đồ bộ hả? Tay dài quần dài, ok chị. Đồ bộ, tay dài quần dài mà 150 pound. Ok, để em lấy cho vài mẫu xem ha.
Đây nếu mà chị 150 pound á mình chắc không hả? Trời ơi, thiệt sự là khách quen mới nhận chắc thôi mấy chị. Khách lạ cũng phiêu quá à. Nhưng mà thôi lỡ hôm nay em vui vẻ quan hỷ, hôm nay em vui vẻ quan hỷ nên là em ok cho chị nha. Chứ thường thường á là khách khách quen á em mới nhận chắc chị. Còn khách lạ là em không có nhận chắc. Rồi em có sẽ có hai form cho mình nha. Một form này á là từ 100 đến 150 pound, mấy chị muốn mặc kiểu như là vừa người á. Kiểu như mấy chị muốn mặc vừa người, không có bị quá rộng rãi, không có bị quá phồng thình á. Rồi hai chị yêu. Trời ơi chị yêu, hôm nay rảnh rỗi vào cái like của em à. Có muốn coi gì không thì hú con bé đưa ra cho coi nha. Hú em đưa ra cho coi nha. Muốn coi đầm gì nói em đưa ra coi. Em đang đưa đồ bộ cho khách coi. Rồi cái này tay dài trước mango nè. Mấy mẫu này là bữa là em bán một đợt hàng hết rồi. Cái này là hàng mới, em mới vừa treo mẫu lên đó mọi người. Đây bi nha. Bi trắng chất mango cho em nha. 22 đồng một bộ. 22 đồng một bộ chất mango, hàng may kỹ đẹp giùm em nha. Đang chiều chị Anh Lê nè. Rồi YSL giùm em nha. 150 pound đổ lại nha. 150 pound đổ lại giùm em nha. Form này 150 pound đổ lại. Rồi caro. Cái này là hàng may kỹ nha mấy chị nha. Nhìn giùm em nè. Cái này là hàng may kỹ nha, hàng đẹp, hàng chất mango loại 1 nè. Đó, không có một đường chỉ dư luôn cho em. À, comment giùm em cái mã em đọc á chị ơi, comment giùm em đúng cái mã em đọc nãy giờ em lên nè. Em lên lại nha, cái này YSL. YSL nè. Bi trắng nè. Caro. Rồi, cái này lên cho em mã đỏ. Mã đỏ BBR quá đẹp luôn. Cái BBR này đó em có hai size. Một cái size này là form giống như size L vậy đó, form 150 pound đổ lại. Và em có cái form big size 180 pound luôn mấy chị. Em có một cái form big size nữa, chị nào mà muốn mà mặc rộng rãi thoải mái á thì từ 120 pound cho đến 180 pound cũng mặc được. Cái size lớn hơn em có cái size big size nữa. Còn cái size này là size 150 pound đổ lại nha. BBR nè. 22 đồng chị ơi, 22 đồng. Rồi lên cho em cái mẫu này, trời dễ thương không? Cái mẫu này là trái táo mọi người, công chúa Bạch Tuyết hay gì đó nè. Trời ơi, mấy công chúa Disney và trái táo nè. BBR big size là 25 nha chị Nát. Đây bộ BBR big size nè. BBR big size đẹp lắm. Chút nữa em bung ra cho xem. Rồi bộ này bộ loan cho em nha. Bộ loan nha. Bộ loan YSL trắng và BBR. Ok chị Thảo lên nè. Cái này em nhấn mạnh lại là hàng này là hàng em may kỹ nha mọi người, chứ không phải là hàng chung tầm trung đâu. Hàng này là hàng may kỹ đẹp đó. Loan nè, lên cho em mã loan, sang lắm mấy chị. Cái này là under 150 pound nha. Hoa, trời ơi đẹp chưa. Hoa, cái này là form rộng rãi thoải mái. Form này là form cái tay là tay phòng nha, xinh lắm mấy chị. Cái này là tay phòng tiểu thư nè. Đó, hoa, mã này mã hoa. Bộ BBR có 6 bộ không hả? 6 bộ tay ngắn được không chị? Để em coi tay dài không biết có đủ không. Mẹ ơi. Chị đẹp, chị Jenny của em, nếu mà chị Nguyễn Ngọc Thạch dạ còn chị Jenny, nếu mà BBR á mới mà muốn đủ 6 bộ á thì lấy cho em màu nâu nha, màu BBR nâu á, màu BBR mà kiểu mà kiểu bay, kiểu cổ kiểu cái kiểu mà màu nâu á.
Đây nè, để em mở ra cho xem. Màu nâu thì em có đủ 6 bộ đây nè. Màu đỏ thì không đủ, màu nâu đi. Màu nâu đi, màu nâu này nè. Để em bung ra cho. Màu đỏ thì không có đủ. Màu đỏ thì nếu mà phải vừa mix size vừa vừa tôm nhỏ thì mơ không biết đủ không. Màu nâu thì em đủ á. À khoan, để em đưa lên cho chị coi cái đã. Rồi em đưa mẫu tiếp nha. Nè, cái mẫu big size á chị. Chị nào hỏi em nãy à, chị Nát hả? Chị Nát. Cái mẫu big size này chị Nát nó như mẫu LV vậy đó. Đây, mẫu này 180 pound mặc cũng vừa luôn. Nhưng mà em mặc cũng được luôn, em 130 pound mấy chị. Em 130 pound mặc cũng ok luôn. Chị nào mà thích kiểu dạng oversize, rộng rãi, thoải mái, quất luôn được hết luôn. Đó. Còn mà kiểu như mà cái form mà nãy cái form vừa người á, em nói là 150 pound đổ lại á, mấy chị là mặc vô là nó vừa người, nó gọn người nha. Chứ nó không phải là, không kiểu phải là rộng thùng thình nha. Đây nè. Nhưng mà cái này form này, để em coi coi. Form này 145 pound đổ lại à chị. Form này là form 145. Đúng rồi, chị LV là cái LV đó là big size luôn á chị Nát. Cái LV này big size luôn nè. LV này là big size luôn á. Đây chị Jenny ơi, chị Jenny yêu dấu. Nhưng mà cái form này 145 pound đổ lại thôi nha. Cái form này 145 pound đổ lại thôi. Form BBR này là 145 pound thôi nha. Form này nó nhỏ hơn nha. Nè, để em mặc vô cho xem. Em giờ chắc lên 135 pound rồi. Trời không được. Đang mặc cái đầm. Đang mặc cái đầm quên. Đó. Có chụp thì chụp đi. Đây. Cỡ 65kg đổ lại hả mấy chị. Cái bờ bờ rò này nè. Cỡ 65kg hả mấy chị. Mấy chị mà hơn thì là phải mặc cái size lớn hơn. Rồi. Ghi vô không em quên nè. Cái này cho chị Nát nè. 25. Chị Nát cái big size 25 nha chị Nát. Cái size phân thường thì là 22 LV. Ủa, BBR Hằng Ly lấy BBR nữa hả? Hằng Ly lấy BBR nâu hay là BBR đỏ big size vậy? Hằng Ly nhớ có hồi đó có lấy bộ BBR big size rồi mà ta. Rồi lên tiếp tục form 150 pound nè mấy chị, hoa xanh. 150 pound đổ lại hoa xanh nha. À chị Thanh Tăng lấy cái BBR 130 pound hả? Ủa. Cái chị Thanh Tăng lấy rồi sao chị trên này lấy đủ ta? Tại em còn đúng 6 bộ. Bây giờ em bán nó bị lẻ. Không biết. Thôi ai comment trước em bán trước đi. Khi nào chị hỏi chị bạn chị lại đi rồi em kiếm thêm sao ha. À này cho chị Thanh Tăng. Cái bộ nâu em mới mặc đó nha. À cái bộ vừa mặc á hả? Bộ này vừa mặc là form nhỏ nha. Hằng Ly mặc là vừa người, không có rộng đâu nha. Bộ vừa mặc hồi nãy là Hằng Ly là mặc vừa người, không có rộng đâu nha. Nếu mà thích rộng là bộ đó không rộng đâu nha. Hoa xanh. Form này 150 pound đổ lại mấy chị. Ý em nói 150 pound đổ lại là mấy chị cứ từ 100 cho đến 150 pound là mặc vừa hết.
màu hồng, màu hồng luôn nè cho em nè. Ngon quá, tăng chiều bớt nha. Bơ chào mọi người đi con. Chào cả nhà yêu. Ôi da. Đây là bếp bơ. Hoa xanh này nè. Hoa xanh cho chị Anh Lê. Em có hoa xanh với lại màu hồng này là qua 150 thao nha mấy chị. Chơi chơi hả? Không phải. Chúng mommy không có chơi gì. Cô kêu bà ngoại xuống giùm cho nó đi. Kêu bà ngoại xuống cho cô Tiffany hai bé bơ nè. Bé bơ lấy cho má mi cái bút coi. Lên lấy bút lông trả cho má mi nè. Lên lấy bút lông trả cho má mi. Đem xuống bút màu đỏ cho má mi lên. Màu hồng. Màu hồng cho chị Thảo Lê. Màu hồng mới nè. Này cho Hằng Lê nè. Trời, có bộ qua đồ bộ được quá. Em nhảy qua đồ bộ luôn mấy chị. Đồ bộ được quá. Em nhảy qua đồ bộ tiếp nha. Rồi em có cái bộ phối này. Bộ phối này 22 đồng luôn. Cái bộ phối nó siêu sang luôn mấy chị. Cái kiểu này em nghĩ là giống như đồ kiểu với đồ bộ nữa. Rất là đẹp luôn. Em còn hai bộ nè. Đó. Form này form 150 pound mặc ok cho em under. Mà cái kiểu này áo là kiểu tay cánh dơi, kiểu áo cánh dơi nha, chứ không phải form bình thường nha. Nhìn giùm em cái kiểu này là kiểu sơ mi cánh dơi. Sơ mi cánh dơi mới cái kiểu này. Cái kiểu áo này mình mặc đi bình thường được luôn á. Đi kiểu đi đồ kiểu á, chứ không phải đồ bộ. Đem mặc lên cho mọi người xem. Em còn đúng hai bộ beo với lại nó không phải form bình thường nha. Không phải form pyjama bình thường đâu. Form cánh dơi giùm em nha. Beo với lại xanh, chữ xanh với lại cái beo. Ôi cái chất vải mango loại 1 nó mịn, nó mát mấy chị. Không nhăn giùm em nha. Giặt sấy, bao giặt sấy thoải mái, không nhăn không lúc. Trời ơi nó sang không mấy chị ơi. Đây nè. Ai mông to là thoải mái giùm em luôn nha. Mông em cũng to lắm. Đây. Sang chưa mấy chị? Đó, bán có 22 đồng. Chị Thảo Lê lấy cái beo luôn ha. Hoa xanh cho chị Anh Lê rồi. Hoa xanh chị Anh Lê rồi nha. Hoa xanh vậy là em còn bộ hồng á. Bộ hồng này em còn á, chị nào thích thì là chốt thêm giùm em nha. 150 tha rồi lại. 22 đồng luôn. Mấy chị coi cái bộ đồ thẳng tưng luôn, giải giặt sấy cho em lên, giặt sấy là mặc liền luôn nha, không có. Đây màu trắng, cái chất vải nó mịn mướt nhưng mà nó dày nha mấy chị, chứ không phải mỏng te nha. Em đang mặc màu trắng mà áo ngực của em ở trong là màu tím á mấy chị, mà mấy chị vẫn không thấy luôn. Lên cái đèn sáng chân ập thẳng vô đây, thường mấy cái vải mỏng là thấy liền cái áo ngực. Rồi em còn màu này nữa nè. Chị nào thích chốt luôn cho em đi. Cái màu xanh nè, chữ xanh nè. Chữ xanh. Đó. Cái bộ này là cho chị gì rồi nha.
Chị ơi, chị Thảo không? Em còn bộ chữ xanh nè. Rồi, giờ đồ bộ đang được nước ra, em lai đồ bộ tiếp luôn. Cái này là em giấu mấy chị, cái này hàng tơ tằm cao cấp cho em nha. Cái này là form cánh dơi nha. Form cánh dơi, chất này là chất lụa tơ tằm cao cấp giùm em nha. Form cánh dơi big size. Mấy chị 165 pound đổ lại là mặc vừa hết. Để em mặc lên form cho xem. Cánh dơi là mấy chị nhỏ con mặc thì cũng được, mà lớn con mình mặc cũng gọn nữa. Tại vì cái kiểu form cánh dơi á là kiểu oversize á mấy chị, nên rất là dễ mặc, rộng rãi, thoải mái. Cái này tay ngắn nha mọi người. Cái con này là chất tơ tằm đẹp nè. Mà thôi em bán trên live sale 22 luôn. Chứ thật ra bộ này em phải bán 25. Một bộ duy nhất à. Sang lắm. Không. Mấy chị mà hả mặc form big size á, hốt liền. Mà cái này nè, nhìn giùm em cái ống quần rồi, trời ơi, ống quần, cái ống quần đã lắm, cái kiểu quần suông rộng á mấy chị. Mấy chị cao cao. Cỡ em chứ một em là 1m55 nha, em mặc là phớt đất á. Em muốn không mới phớt đất em phải kéo cao cao lên chút xíu. Em phải kéo cao cao lên chút. Không em kéo xuống, em kéo phải đi gần gần tới vú. Chị muốn bộ LV size nhỏ hơn hả? Chị Thảo Lê không muốn mặc form quá rộng hả? Ok, chiều luôn, có luôn. Đây, bộ LV size này size nhỏ hơn size big size hồi nãy nha. Size này 155 pound đổ lại. À, 155 pound đúng rồi. 155 pound, 150 pound đổ lại được mặc vừa hết. LV 22, còn cái bộ big size thì 25. Đây, đó. Mặc vô thì nó gọn người mấy chị. Còn cái bộ kia thì mặc vô nó sẽ thành kiểu oversize bự. LV. Trời. Em đang mặc hai bộ. Đẹp chưa? Cái hàng nhà em may cái tay là hàng độc quyền nha mấy chị nha. Nhà người ta may cái tay nhỏ xíu à, ôm sát nách bắp tay đưa lên đưa xuống khó lắm. Còn nhà em may cái tay mấy chị nhìn kỹ giùm em nha. Đó, hàng mà cỡ lớn lớn, size form lớn lớn cỡ L trở lên á là em may cái tay rộng lắm mấy chị, thoải mái là vận động, thoải mái đưa lên đưa xuống làm công chuyện luôn nha. Nhiều khi tay dài á mà may nó ít dải á, kiểu như tiết kiệm á, may sát sát chứ gì nè. Đó, mình lấy đồ mình giới đồ là nó chật cái nách liền à. Trời ơi, nhà em là truyền thống bán đồ bộ á chị. Em bán đồ bộ nay cũng được gần 4 năm rồi á. Tại vì em tự may tự sản xuất chứ không phải là em tự may tự sản xuất, nên là những cái mà giống như là những cái mà chi tiết mà em nghĩ là nó không có ok á là em khắc phục hết trên cái những cái đồ mà em may ra. Tại vì em vừa là người mặc mà nữa, mà em phải cảm nhận mình có cái khi nào mà thoải mái đưa đến cho khách hàng là em phải khắc phục vô cái bộ đồ càng ngày cho nó càng ok hơn. Đang chờ đồ bộ tay ngắn hả? Đồ bộ tay ngắn ha, có bây giờ có form big size rồi chị ơi. Có form kiểu như là có form cánh dơi à. Bộ em mặc là 22 ha, tơ tằm ha. Em còn form cánh dơi. Ủa chị Quý Ngọc Thạch lấy cái này chưa ta? Lấy cái bộ đô la này chưa ta? Bộ đô la này form cánh dơi nè.
bộ đô la này đẹp nè chị Quyến Ngọc Thạch. Đây, đô la, form này form nó giống như y chang cái form em đang mặc nha, mà chất là chất mango. Giống y chang cái form em đang mặc nha, chất mango. Đây nè, form này nè, em đang lên cái form em đang mặc nha. Em lên thêm mấy cái màu này cho nó hết rồi em qua mẫu. Form cánh dơi nha, trời ơi, bộ Gucci nè, sang lắm mấy chị. Gucci nha, Gucci em có Gucci trắng và Gucci màu nu. Gucci trắng và Gucci nu. Gucci trắng và Gucci nu nha. Đô la cho chị Nguyễn Ngọc Thạch nè. Hôm bữa chị Nguyễn Ngọc Thạch chốt cái chốt 3 bộ phải không, nhưng mà hình như là được có 2 bộ rồi chị yêu. Tại vì cái bộ FF hay cái bộ, đúng rồi, cái bộ FF là em hết. Không phải bộ FF là chị có nha. Cái bộ big size á, hôm bữa bộ big size tay ngắn chị Quý Ngọc Thạch rồi. Bộ big size tay ngắn chị Nguyễn Ngọc Thạch chốt được bộ con gấu xanh và FF, mà hình như là chị chốt cái LV trắng mà em hết LV trắng rồi, em còn LV nâu tay ngắn nha. Cái này hàng big size nha, hàng này mấy chị phải từ 120 pound cho đến 180 pound mặc mới vừa nha, dưới 120 pound mặc rộng lắm nha. Cái này hàng big size nha, là phải từ 60 cỡ 50 mấy 55 60 kg cho đến 80 85 kg đồ này nọ đó, chứ mà nhỏ hơn là mặt không mặc bị rộng á nha. Cái này 20 đồng, ôi bộ bích xa này em bán giá sale chân nha mấy chị luôn, có 20 đồng. Hàng bích size này mai giải gấp gấp đôi bộ thường mà bán không có lời được, tại vì không có lên được thêm như hết trơn á. Cho chị LV đen ok. LV đen không vậy ok, chị Nguyễn Ngọc Thạch 3 bộ nè. Chị Nát lấy LV đen luôn ha. Cái form này bữa LV nâu chứ, nâu. Nâu là ý em nói cái chữ này nó nâu nè. người nó đen ok chị. Cho chị Nát nè. Em hết rồi á, em hết rồi chị Thảo Lê ơi, em hết rồi. Cái này cho chị Nát 20. Rồi đây. Biết sao không? Gửi chị Nát nhận cái form này rồi phải không? Chị Nát mặc rộng rãi thoải mái phải không chị Nát? Bữa chị Nát đợt trước chị Nát có mua cái form này rồi. Ngoài ra chị nào thích hình dễ thương màu sắc cute thì em có cái này là màu vàng nha, tay ngắn hết nha mấy chị, 20 đồng đồng giá luôn. Màu này là màu caro trái tim màu vàng. Đây cái form này big size chứ mà em mặc lên nhìn thấy cưng lắm mấy chị. Em mà thích mặc rộng rộng gì đó để em mặc một cái lên cho mấy chị coi. Rất đẹp. Ủa chị Nát, sao chị Nát comment tiếng Việt giỏi vậy, mà sao chị Nát nhắn tin với em, chị Nát nhắn tin tiếng Anh không vậy? Làm em kiếm chữ muốn chết luôn. Em phải suy nghĩ tiếng Anh em nhắn tin với chị.
Đó, cái form big size của em nó thấy như thế này nha mấy chị. Cái này không phải cánh dơi nha, cái này là form pyjama truyền thống, form bình thường truyền thống nha. Nhưng mà nó là hàng big size, nên là mấy chị từ 130 hao là cỡ em nè, em thấy là mặc là ok nè, tới 180 hao là hãy chốt nha mấy chị. Dưới 130 hao mặc sẽ bị quá rộng đó, sẽ bị quá rộng đó nghe. Chị lấy bộ LV nâu tay dài ok. Cái bộ LV đen đó là em hết rồi đó chị, tay ngắn đó, hồi nãy là em hết rồi đó chị Thảo. Ai có thể đọc cũng không thể biết. À, hàng chi chị đọc. Chị đọc nên nó nhanh. Nên comment chị nát nhảy lên nhanh là vậy. Ok, em biết rồi nha. Chị Thảo lên nè. Rồi em lên cho hết cái mẫu này nha. Em có cái này là con bò nâu. À em còn bộ FF nè, FF của nhọn này. Hồi nãy chị Thảo Lê không lấy được bộ, không lấy được bộ LV cái FF này không. Có thích FF này không? Em là 130 pound mấy chị, làm rõ bạc đô mà trơn hả? Trơn. Cái này nè chị, làm sơ mi đây, đỏ đô trơn, có đầm sơ mi này thôi. Ngực 100, eo 90, đầm sơ mi tay liền nè. Ngực 100, eo 90 nè. Nè, FF cổ nhọn này nè. Em còn một cái cổ nhọn là em còn bộ duy nhất này thôi á. Y chang form em đang mặc nha mấy chị. Này là form pyjama thường nhưng mà form big size nha. Mấy chị nào mà mặc 2 ắc, 1 ắc gì là vô được hết luôn á. Ok, cho chị Thảo nha. Chị Thanh Tăng ơi, mẫu đó được không chị Thanh Tăng ơi? Em có mẫu này nhưng mà mẫu này là đỏ cam chứ không phải đỏ đô. Đỏ cam, đây. Đưa hai cái mới thấy được nè, đó. Cái này là tay lỡ. Màu đỏ đô này em sale 21 đồng. Nhìn thích lấy 21 thì comment đỏ đô này 21. Còn cái này là đỏ cam nhưng phải đỏ đô nha. Đỏ cam này 25, đỏ cam tay lỡ. Sơ mi xếp ly khóa kéo tay lỡ. Đó, là đỏ cam nha. Cái máy này là tha form chị á chị Thanh Tăng ơi, tại vì em biết cái ngực chị là ngực trăm mà, nên em lấy mấy cái form này là ngực trăm hết á. Rồi, cái này đỏ đô luôn, em có cái này. Cái này em sale 19 thôi nhưng mà tại vì cái này là form lửng nha. Form dán lửng ngực 100 eo 90. Cái này form dán lửng chứ không phải form dán dài nha. Trên mắt cá một gang tay. Chơi mắt cá một gang tay. Ồ chị Tuyến lấy đỏ đô 21 hả? Ok chị Tuyến. Đỏ đô nè. Cái này ngực 100 ok luôn. Cái form này là cái form tay liền đẹp lắm. Màu này á hả? Mẫu nào còn màu khác vậy chị Như ơi? Mấy chị đồ bộ chờ em chút xíu nha. Mẫu này á hả? Mẫu này em còn màu đen với màu hồng nữa. Mẫu đầm trơn em còn màu đen với hồng. Trời đầm trơn nhiều lắm mấy chị, chờ chút xíu. À đầm ngắn này á hả? Đầm ngắn thì còn màu này với lại màu trắng. Đầm 19 nè. Em còn màu trắng này nè với màu đỏ. Trắng đen này nè. Trời ơi trắng đen là thôi khỏi nói mấy chị, never size luôn. Never size màu trắng đen với màu đỏ. Đó, tay bí xinh cực kỳ, cổ nữ hoàng tay bí xinh cực kỳ luôn. Mẫu này có mút ngực sẵn giùm em nha. Ngực là ngực 100, eo là 90. Đó, em còn hai màu à, 19 đồng.
chị Tuyến nè. Đầm ngắn màu trơn nè, đầm phơm lỡ nè, đầm phơm lỡ màu trơn nè chị Như Lê ơi. Màu vàng nha. Chị Thanh Tân lấy cái đỏ ngắn nha. Ok chị, màu vàng nè. Màu vàng này sát nách kiểu mới nè, xinh lắm. Màu vàng. Dán lỡ cái màu vàng sát nách cổ tim xuống, dán lỡ 23 đồng nha, mẫu màu vàng nó 23 nha, cái này 19 rồi. Thanh Tân cái mẫu màu vàng đó em có ha, 3 màu có tay hả. Có tay mà trơn thì có kiểu sơ mi body này, sơ mi body tay dài nha, được không? Mà cái form này là ngực thì ngực 100 được, nhưng mà eo là 80 đổ lại thôi, 82 đổ lại thôi mấy chị. Eo thì có 82 đổ lại thôi nha, ngực thì ngực 100 ok, mà eo dưới 82 đổ lại, tại vì cái này là hàng vừa dây kéo vừa bao thun nên cái form nó hơi nhỏ. Với lại cái kiểu này là cái form body, cái form này là form body xẻ tà, form body xẻ tà nha mấy chị, đẹp lắm, rất là sexy lady luôn đó. Cái này em có màu trơn nhiều nè, toàn màu trơn thôi mấy chị, màu đen nè, màu xanh cốm nè, trời ơi đẹp chưa, thiết kế nè. Thích màu nào nói em mặc lên cho nha. Màu đỏ đô nè, màu cam nè, màu tím. Đẹp quá. Ủa hồi nãy ai hỏi em lên đồ cổ nhọn đó. Đầm đó, đầm trơn đó chị. Ok chưa? Hay là đầm phơm dài? Cổ thuyền nè, cổ thuyền phối nè, cổ thuyền phối màu hồng ruốc, trời ơi đẹp quá. Cái cổ thuyền phối màu hồng ruốc nó đẹp quá nè. Trời ơi màu trơn nhiều quá, đâu có không có thời gian mà nhiều quá. Hồi nãy ai hỏi em đồ bộ đây, màu trơn phối nè, màu tím hoa cà. Chị có đồ bộ tay dài mẫu màu khác hay mẫu khác? Tay dài nhiều lắm chị. Tay dài từ đêm lên tiếp cho. Nãy chị lấy hồi nãy ai hỏi em cổ nhọn quên rồi ta. Nãy chị Phượng Kim phải không ta, hỏi của em cổ nhọn. Cổ nhọn chị Phượng Kim là form 145 ha. Cái chất này nếu mà chị Thảo Lê á, thích cái chất xô đuổi này không? Cái chất này là chất xô đuổi của hàng. Nếu mà chị nào mà tử ban chị nào mà lạnh á thì mặc chất này ok cho em nha. Mùa lạnh từ mát mẻ tới lạnh trở lên thôi thì sẽ mặc cái chất này, nó vừa thoáng mà nó vừa ấm nữa. Đó. Đây cái chất này là giống như cái chất đây em cận cảnh cho mấy chị coi, giống như cái khăn xô mà lau mặt cho em bé vậy đó, nhưng mà nó mịn hơn nữa luôn, em bảo đảm nó vừa dày hơn mà nó mịn hơn, mà nó có cái độ thưa mấy chị, để mà thông thoáng mồ hôi đó, rất là mát luôn. Nhưng mà kiểu như là không phải là nó dính mát lạnh như là cái hàng lụa,
cái này nó có cái độ ấm nhất định nữa đó. Chị thích lên cái loại này không? Cái bộ này phải không? Cái bộ này là hàng nhà em may thiết kế cho mẹ với bé, tại vì em ghiền may đồ bộ mấy chị. Em ghiền may đồ bộ. Cái này chị lấy size XL nè chị Thảo Lê, em lấy size 150 pound cho chị được nè. Cổ nhọn hoa lá cành, trời ơi, một phút 30 giây có liền. Nè, mấy chị thấy không? Em ghiền, em may đồ bộ cho bé Bơ, em may luôn đồ em bán. Mà đâu có bán bao nhiêu đâu mấy chị. Thật sự là may chủ yếu cho con em mặc mà hả, đâu có bán được bao nhiêu, ít nhất phải may một ri, một mẫu, một size với nhất 10 bộ chứ đâu may ít được đâu. Mà hả, chủ yếu là em bán đồ người lớn không mà, may là cho bé Bơ mặc thôi. Nhưng mà chị nào mà có con nhỏ á, tầm từ 2 đến 6 tuổi á, muốn mặc đồ bộ couple mẹ với bé là em có nha. Đây cái này em dơ màu nhanh nha. Em có 4 màu 27 đồng một bộ nha. 27 đồng một bộ em có 4 màu. XL của em là được 160 hao mặc cũng vừa luôn á mấy chị. XL size XL của em là 160 hao mặc cũng vừa luôn nha. Em có 4 màu 27 đồng một bộ nha, giùm em nha. Tại vì cái này nó nặng á, nó nặng hơn hàng lụa nhiều. Mà em may là may nút gỗ cho mấy chị luôn à. Đó, hàng vintage rất là đẹp luôn. Em có màu này là màu hoa nâu. Màu này là màu cherry. Màu cherry. Ý là em, cái này bộ của bé nhưng mà em đưa cái màu lên thôi. Cái màu này là màu coral, màu da cam á, màu hồng cam á mấy chị, màu coral san hô á. Với lại cái màu này là màu hồng nhí. Cái hoa hồng mà nhí nha. Đó, còn cái này là hoa nâu nhí, 27 đồng một bộ, còn của bé là 17 đồng một bộ. Đó, chị thích màu nào comment cho em nha. Rồi, cổ nhọn hoa có luôn nè. Cổ nhọn hoa lên luôn, cổ nhọn hoa nè chị. Cổ nhọn hoa này form 140 hao đổ lại nha mấy chị. Form này là form không có phải form lớn nha. Đây mẫu cổ nhọn này hôm nay em sale cho mấy chị trên live giá 18 đồng. Mẫu này form nhỏ nha, để em mặc lên. 140 hao đổ lại giùm em nha. Màu hồng, màu hoa nâu. Hoa nâu với lại màu hồng phải không chị? Đúng rồi. Để em mặc cái bộ, em thay cái bộ đồ này cái nè. Bộ này em bán offline là, mấy cái bộ này em bán là 20, 22 á, em bán trên live. Trên live là em mới bán giá đẹp vậy thôi mấy chị. Tương tác giùm em. Em 130 ha mặc còn rộng rãi thoải mái nha. Đây. Cái này là kiểu là mặc vừa gọn người luôn á mấy chị, chứ không phải là kiểu mà rộng thùng thình nha. Nè, cái form này là form của chị Phượng Kim, Phượng Kim. Hoa cam nè. Muốn hoa lá cành thì em đưa lên cho xem. À, lấy bộ bé gái 6 tuổi. Ok chị, bé gái 6 tuổi là cùng combo với chị luôn phải không? Cái màu hoa nãy chị lấy màu gì đây? Màu hồng này với lại màu hoa nâu. Chị muốn lấy bé cùng màu với chị luôn phải không? Em lấy combo mẹ với bé cùng một matching cho chị luôn nha. Thảo Lê nè, mẹ với bé. Rồi.
rồi em lên cái form nhỏ này rồi chút xíu nha, rồi em quay lại form lớn cho mấy tình yêu nha. Hoa cam, ok, phượng kim nè, hoa cam em mặc nè. Rồi cái này lá xanh nha. Trời, thật sự phải mở ra mới đẹp, mấy chị mới thấy. Đây. Trời ơi, lá xanh xanh. Lá còn xanh như em đang còn trẻ. Lá xanh, hoa cam. Nó xì. U xì nè mấy chị. U xì. Trời ơi. Cưng không? 18 đâu. Tại vì em ở đây là em kiểu như là em kho đồ bộ luôn mấy chị, nên là nhiều cái là em bán là em chỉ là tính số lượng thôi, nên là em lời rất là ít. Còn mấy chị mà muốn mày mua chuyên đồ bộ là vô chỗ em là coi như là tận xưởng tận kho rồi. Nhiều cái chỗ mà em không phải em nói chứ nhiều cái like khác người ta bán đồ thời trang á, người ta cũng bán kèm vô đồ bộ nữa. Nhưng mà hả, mấy chị sẽ không mua được với cái giá tốt như vậy đâu. Em đi coi á hả, trời ơi, mấy bộ mà em bán 15 16 đồng là bán 23 25 đồng không á. Thật sự luôn. Còn mấy cái kiểu mà này nè, mấy cái kiểu mà hàng cao cấp em lên thì là độc quyền rồi, không có rồi. Còn mấy cái kiểu mà em bán mười mấy đồng là bán 20 mấy, 23 25 đồng á. Mấy mẫu này nè là em bán có 10 18 đồng mà đúng không? Ôi đi mấy cái like khác là không có dưới 23 đồng thôi. Dịch nè. Dịch nè. Đó. Size này size nhỏ đó chị. Size nhỏ. Size nhỏ nha. Size form nhỏ đó. 18 nè. Ủa màu hồng lợt đó hả? Màu hồng lợt là màu này á hả? Chứ không phải màu hồng coral. Cái như là nhí. Cái hoa nhí màu hồng. Hoa nhí màu hồng phải không? Rồi để em sửa lại. Hoa nhí màu hồng. Hoa nhí màu hồng. Hồng nhí chứ không phải là hồng cái nền hồng. Rồi. Ok. Lấy thêm bộ màu hồng 27 đồng là hai bộ giống nhau hả? Hay sao chị? Khoan để em mấy chị phom nhỏ cho em chút xíu nha. Là cái chị chốt hồi nãy là hai màu nè. Chị chốt một cái nhí đen, nhí nâu nè với một cái nhí hồng nè. Rồi giờ chị muốn lấy thêm một bộ giống vậy nữa, hay là một bộ cái màu hồng, cái nền hồng này. Tại em có hai cái hồng luôn á. Đó. Một cái này là trắng, nền trắng kem nè. Rồi, ok, vậy là trước sau hai bộ. Hiểu rồi. Xong. Em đang mặc là form under 135 pound mấy chị. Ai cao cao cỡ 1m6 thì 140 pound mà cũng vừa nha. Đó, cái này là form nó form nhỏ nhỏ gọn người nha mấy chị, chứ không phải form rộng, phải form big size đâu nha. Form này form nhỏ nhỏ gọn người nha. 135 pound đổ lại, ai mà cao cao cỡ 1m6 trở lên thì 140 pound mặc vừa nha. Đó, đây. Lá xanh hồi nãy. Nãy ai chốt lá xanh nè. Gu xì nè. Có người chốt gu xì lá xanh nè. 18 đồng nha. Này hàng mới của em mấy tình yêu. Gu xì cho Hằng Ly. Chị Phượng Kim lấy hoa cam và lá xanh. Hoa cam lá xanh. Vậy là còn bộ lá xanh cho chị Hồng Ngô làm hết lá xanh nè. Hết lá xanh.
Ồ, cái đó là hàng xô đuổi á chị. Hàng xô đuổi á, vải đó là vải mặc ấm nha, chứ không phải là mấy cái vải lụa mát mát này nha. Đây nè, cái chất xô mà khăn xô của giống như là em bé vậy đó. Nhưng mà cái này nó dày dặn hơn nha. Nó dày dặn hơn cái vải khăn xô đó. Cái này là vải đuổi, đuổi của Hàn Quốc. Em may cho mấy chị nè, từ đường kim mũi chị rất là nét, rất là đẹp luôn. Trời ơi, hàng em bé mà em may kỹ đến vậy luôn á mấy chị coi. Thấy không? Không có một đường chỉ dư luôn. Cái bản lưng thun nè. Cái bản lưng thun là bản bự rất là im luôn. Đầm sơ mi, đầm đỏ sơ mi dài. Đầm đỏ sơ mi dài còn không em hả? Là nào ta? Là cái 21 hồi nãy ha, chị Thanh Tăng, cái đỏ 21 hồi nãy ha. Cái đỏ 21 hồi nãy là như em còn đó nha. Chị Thanh Tăng có lấy thì ok không? Lấy thì em lấy cho. Cái đó em còn á. Rồi để em lên thêm tiếp qua củ nhọn. Ôi cái màu xinh quá. Cổ em mặc là nó cổ nhọn như vậy ha. Cổ này là cổ nhọn hai lớp, hai lá. Lát nữa. Cổ nhọn cánh dơi. Cánh dơi không có cổ nhọn rồi chị ơi. Đây, form 135 phao đổi lại nha mấy chị. Dạ đúng màu đỏ đậm á chị. Đây nè, đem cho chị coi nó hai cái đỏ nó khác mà như này đó. Đỏ tươi nó là như này nè. Em có hai cái đỏ này nha, cái này thì em gọi là đỏ bạc đô rồi đó, còn mà chị mà muốn nó đậm hơn nữa làm sao thì là em không biết nha. Cái này của em là đỏ tươi nè, còn cái này của em là đỏ đô rồi nè. Còn mà đỏ đô của chị là cái tông đậm hơn nữa hay sao thì là em không có biết đó. Em có hai cái của em gọi là cái đỏ tươi, còn cái này em gọi là cái đỏ đô đó. Đó, cái sơ mi kia cũng màu giống cái ngắn này luôn nè. Em đưa cho chị coi để phân biệt hai cái đỏ của em chứ. Nó công chị nhận về á hả, chị nói cái này không phải đỏ đô mà là đỏ tươi. Tại vì em có cái đỏ tươi của em là đỏ này, và cái này là em gọi là đỏ đô nha. Đây. Ok chưa? Trời ơi, sự không may bán mà nhiệt tình như em vậy luôn á chị. Rồi, chị lấy thêm cái sơ mi nữa ha. Ok. Chờ em chút xíu em lên vài cái form nhỏ cho mấy chị này, cái xong rồi em lên form lớn tiếp ha. Có rubber, chị Nhi Lê có rubber không? Rubber là em chưa bán rubber nha. Rubber là giống như là chum á hả mấy chị? Phải không? Rubber gọi giống như là chum phải không? Em đang bây giờ em chưa bán rubber, em có mấy cái set bộ ngắn à. Em có mấy cái set kiểu ngắn thôi. Chứ em chưa có bán chum mà em đang cắt. Gần hè mới bán chum mấy chị. Đây, em mặc cái cổ hai lá nè. Đó, kiểu này kiểu cổ hai lá. Cổ hai lá này em có trái tim nè. Em có màu beo vàng. Màu beo vàng. Màu beo vàng. Cái này chị em là 135 phao đổi lại.
hoặc là cao phải 1m6 trở lên thì 140 hao cũng được nha. 18 đồng một bộ, sale trên line 18. Cái này là dứt giác nè. Rồi cái này là màu xanh, màu lá xanh luôn cho em nha, lá xanh luôn, dứt giác. Rồi hồi năm này năm con cọp rồi mấy chị, quất con tiger liền, quất con cọp nha mấy chị, quất con cọp. Chị Chu Ly Trần có 180 phao đồ bộ, 180 phao có luôn, em chuẩn bị lên nè. Rồi vậy nha, đây là cổ nhọn, cổ phom nhỏ nha. Rồi giờ em qua cái hàng big size nha. Qua big size, mấy chị muốn lên big size tay ngắn hay tay dài? Big size muốn lên tay ngắn hay tay dài? Em lên tay dài đi ha, big size tay dài nè. Em đang có bộ LV này đẹp quá. Để em mặc lên cho. Em mặc lên xong rồi em tay ngắn. Cũng là tay ngắn rồi, không ok. Vậy em tém cái bộ này vô. Vậy thôi để em mặc cái tay ngắn xong em lên tay em cầm cái tay dài cho chị coi. Tại vì đa số thắng tiểu số rồi, đa số là có hai bộ, hai người tay tay dài. À tay ngắn. Size này là mấy chị cỡ 130 pound trở lên nha, 130 pound đến 180 pound nha mấy chị. Ai dưới 130 pound mặt nó sẽ bị rộng lắm đó nha. Ai mà cỡ 130 pound là mặc y chang em nè, em là 130 pound nè, là em vẫn mặc được cái này. Tại vì nếu mà mấy chị muốn mặc theo form oversize á, vẫn mặc được. Em có chất Latin với chất Mango. Cái nào mà Mango nào Latin em mặc lên em nói nha. Như em mặc cái này là Latin nè. Latin. Latin 22 đồng một bộ, hàng big size. Còn Mango là 20. Cái này là hàng nhà em may kỹ nha mấy chị. Hàng may kỹ giùm em nha. Đó, hàng bao thun bản bự nè. Túi trong là túi cùng cùng vải luôn. Chứ không phải là túi cái vải lót túi trắng đâu nha. Cái bộ em mặc là chất Latin nha. À chất Latin đúng rồi, chất Latin. Latin là 22 đồng, còn Mango là 20. Mango em còn bộ bò sữa nâu nè. Form này là từ 130 pound đến 180 pound nha mấy chị nha. Mango là 20 đồng, còn Latin là 22. Bò sữa nâu, bò sữa đen, bò sữa đen. Bò sữa hồng, trời ơi, bò sữa hồng này đẹp quá. Bò sữa nâu, bò sữa đen, bò sữa hồng. Em là Mango nha mấy chị. Còn em đang mặc là cái caro này là chất Latin nha. Đúng rồi, cái chất Mango là không có bóng. Chị nào mà không có thích mà mặc kiểu như là mùa hè thì không nói đi, nhưng mà mùa đông á, mình mặc á chất Latin á với lại lụa tơ tằm á, nhiều khi mà mình mặc trong nhà mình mở hít á thì nó hay dính, trời lạnh nó hay dính vô người. Nếu mà mấy chị không thích cái cảm giác dính á thì là chốt vải Mango. Vải Mango thì nó không có dính, nó không có bóng đó, nó hơi bóng xíu nè. Bây giờ phi bóng là không có bán rồi mấy chị, chỉ có Latin với lụa tơ tằm là lụa tơ tằm là cao cấp nhất, xong rồi tính Latin với Mango nha.
Mango là dành cho ai không thích bóng và không thích dính thì chốt mango. Còn mà thích mà mỏng nhẹ như tơ tằm thì chốt Latin. Đó, mấy cái nãy em lên là mấy cái mẫu mango, với lại cái này là Latin nè. Latin em có bộ màu vàng nữa nè. Bộ màu vàng nữa nè. Rồi cái Latin em có bộ cái cà rem nữa nè. Chị Quý Ngọc Thạch, chị Phượng Kim thích mango. Nãy mấy cái tay dài nãy chị Phượng Kim chốt là mango không đó. Chị Quý Ngọc Thạch chốt bộ cái cà rem nè, màu xanh đẹp nè. Trời ơi, cái cà rem màu xanh nè, xinh lắm mấy chị. Cái cà rem màu xanh nè, nha. Cô chị Quý Ngọc Thạch bộ em nè. Cái cà rem em có hai màu nha, cà rem xanh với cà rem trắng nha. Cái này không phải trắng mà baby blue. Cái này là màu blue, cái này là màu xanh bực da trời, nhẹ nhẹ thịt nhạt luôn. Chị lấy cà rem rồi, chị Nát lấy cái kem này đi, lấy kem màu lợt nha chị Nát, lấy kem màu lợt rồi mới kem màu xanh. Kem màu xanh là chị Nguyễn Ngọc Thạch chốt trước rồi. Sorry chị Nát nha. Còn không, em có một cái xanh này nữa nè. Xanh này là xanh cô bé. Xanh này xanh baby blue luôn nè. Xanh baby blue, cái này là hình cô bé. Cái này chất Latin nha mấy chị. Latin nha. Cô bé nè. Lấy mango màu nâu. Lấy mango bò sữa tay ngắn ha chị Thảo Lê. Lấy mango bò sữa tay ngắn nè. Trời ơi, cô bé có trái à. À, cái này là cái bánh. Miếng bánh dâu. Ôi, cà rem này cho chị Nát. Mango bò sữa nâu ok, 20. Cái này là 22. Là Latin nha. Tay dài nè. Tay dài phơm lớn nè. Cái này là hoa xanh nha. Cái này là phơm big size nha, tay dài phơm big size nha chị yêu. Hoa xanh, hoa xanh, tay dài hoa xanh. Ôi ơi. Hoa xanh nó khác với cái hoa xanh hồi nãy của chị Anh Lê. Trời ơi, em có cái hoa này em mặc cho mấy chị ơi. Tay dài này big size, vải mango. Big size nha, em mặc lên cho xem. Cái big size này là form bự lắm nha. Form này là đó, big size là nó rộng giống như cái em đang mặc nè, mà tay dài là nó tay hết, là tay phồng nha. Đem mặc cái màu trắng này lên, trời ơi. Cái hàng tay dài này á, cái hàng tay dài big size này là hàng độc quyền nhà em nha mấy chị. Tại vì không có ai mà may hàng tay dài big size mà cái tay nó rộng như của em hết. Tại vì em mặc những cái hàng mà big size nhưng mà cái tay dài á, nó khó một cái á. Tay ngắn là cái mình đưa lên đưa xuống nó không sao mấy chị. Còn tay dài á mà may cái tay nó không có rộng á, cái tay nó không đủ rộng á, là mình đưa lên đưa xuống nó khó chịu lắm mấy chị. Tại vì mình tròn thì là mình tròn hết cả cánh tay luôn và cái bắp tay luôn, mà may cái tay nó nhỏ nó khó chịu lắm. Là em may là cái này là thiết kế độc quyền của em, là cái tay phồng rộng nha. Mango. Cái này hàng big size nè, 180 pound, đổi lại mặc cũng được luôn. Em đang mặc cái màu này là màu hoa trắng. Sang quá không mấy chị. Cái màu vải này quá sang. Cái màu vải này.
Đây nè mấy chị, trời ơi, mặc như công chúa vậy á. Như công chúa vậy á. Tiểu thư công chúa vô mặc bộ đồ không muốn làm gì luôn á mấy chị. Mặc bộ đồ là đi qua đi lại chồng ngắm thôi, không cần làm gì luôn. Chồng thấy mặc đồ đẹp quá, chồng cũng không dám kêu mình làm việc nhà luôn á. Cái này em nói vui thôi nha mấy chị yêu. Đó, thấy chưa, rất là sang luôn. Ôi, mặc bộ đồ đẳng cấp là đây. Hoa xanh nè, lave nè, lave nâu nè, hoa xanh nè, hoa trắng nè. Ủa chị được đô la là tiếng nè. Bỏ qua đây em hơi quên. Rồi em mới lấy một đống hoa nữa. Em lấy một đống hoa màu, hoa lá hẹ đâu. Hoa cam. Lấy cái hoa em đang mặc luôn hả Thảo Lê. Hoa cam mấy chị ơi. Trời ơi, sang lắm mấy chị ơi. Yêu thích hoa là tới với em nha. Mango hết nha, mango loại 1 hết nha mấy chị. Hàng là hàng may kỹ nha. Bo thun, chất bo thun, bo thun, chất bo thun là dày nha, chứ không phải là cái bo thun mỏng nha. Túi quần là nhìn giùm em, hàng hàng mà nhà em may á, đặc biệt khác với những xưởng khác là nhà em may là cái lót ở trong á là cái lót cùng màu luôn. Những cái xưởng khác á tiết kiệm vải mấy chị, nó làm cái lót ở trong là cái lót màu trắng. Để em lấy một cái nha. Em may hàng cũng có mà em lấy thêm ở ngoài xưởng ngoài cũng có, tại vì phải mình bán sỉ á, mình phải lấy có này có kia mấy chị, coi phải lấy có này có kia cho khách sỉ người ta có cái rẻ, cái có cái hàng rẻ hàng tốt nữa. Để em trên đây em chỉ luôn cho mấy chị cách coi hàng rẻ hàng hàng với hàng 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 tốt nè. Đây cái túi nó lót như này nè, là mấy cái xưởng ngoài nó may đại trà, may may kiểu như may dối á, may tiết kiệm á, là làm túi lót màu trắng này hết nha. Còn mà hàng cao cấp nhà em may á, là mấy chị coi nè, hàng này á chỉ nè, từ lưa hết trơn luôn. Nhưng mà những cái này á là mấy shop khác vẫn bán hàng Latin là vẫn 20 mấy đồng mấy chị, chứ không có rẻ đâu. Nhưng mà quan trọng á, chất vải là y chang luôn, nhưng mà quan trọng là cái kỹ thuật may thôi. Cái kỹ thuật may của người nào mà có tâm á, người ta may tốt. Giống như là mấy chị nấu ăn gì đó, mình mua hàng đại trà ở ngoài nó không có chất lượng bằng cái hàng nhà mình nấu, đúng không? Đó là như vậy. Còn chất vải mango với Latin thì cũng đúng là một loại hết, nhưng mà nó ăn thua vô cái kỹ thuật may của mình nữa. Mình mặc cái bộ đồ mà may kỹ, đường kim mũi chỉ nó chắc chắn thì mình giặt sấy mình mặc được lâu hơn. Chị có màu hoa vàng không hả? Là chị, trời sorry nha, nãy giờ nãy giờ đang nhập tâm chia sẻ quá không có đọc comment. Ủa chị Phượng Kim lấy cái hoa cam à? Ủa chị Phượng Kim ơi, cái hoa cam này big size mà chị Phượng Kim sao mặc cái này big size bự lắm à? Chị Phượng Kim ok luôn hả? Lấy cái hoa cam này big size á nha. Cái hoa cam là big size giống như cái bộ em đang mặc đó nha. Thấy không? Nó rộng giống vậy nè nha. Hoa cam. Ê, chị Thảo hỏi em là có hoa vàng không hả? Hoa vàng không, là em không có, em có cam thôi. Cam này là hoa cam màu hoa cam này nè, với lại em có màu hoa cam nền đen. Hoa cam nền đen. Trời ơi mấy chị mà tròn tròn á mấy chị. Chốt mấy cái này đủ màu cho em. Mặc là mình á hả, che vừa che khuyết điểm mà sang nữa, mấy cái màu tối tối này nè.
mấy cái cây vải này là mấy cây vải độc quyền hàng nhà hàng mấy cây vải độc quyền của hãng của nhà em nha mấy chị, không có thể mà đi vòng 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 kiếm không ra mấy cây vải màu này đâu. Dạ hoa trắng đen em mặc là ok nè, với lại cái hoa xanh hồi nãy chị chốt cái hoa xanh nữa đúng không, chị chốt cái hoa xanh nữa rồi, bây giờ hoa cam là em có hai cam, một cam nền đen và một cam nền màu nu đó. Là chị Phượng Kim lấy cái cam số 1 rồi, cái cam đầu tiên nè. Bích size 25 nha mấy chị nha. Ok. Vậy là chị không có lấy hoa cam, chị chỉ lấy cái hoa xanh vàng vàng xanh xanh với lại cái màu em mặc thôi. Ủa cái vàng vàng xanh xanh nãy đi được đâu rồi ta? Ủa, kim nè. Trời, chưa có lên được đầm luôn á mấy chị. Chưa có lên được đầm luôn á. Mấy chị yêu coi đầm mà hả? Sorry ngày hôm nay. Tay ngắn em còn gắn được không mấy chị yêu? Bích size tay ngắn hồi nãy có ai hỏi tay ngắn nè, em còn mấy bộ gắm tay ngắn nè, bích size tay ngắn nè, gắm này 22, gắm tay ngắn này em bán 22, gắm cổ nhọn là bích size tay ngắn lên đồ đầm xét chưa kịp lên luôn. Gắm này nè mấy chị, nhìn giùm em gấm xước nha, rất là đẹp, gấm hay gấm xước nha, đó sang lắm, thấy không mấy chị ơi, nó bị chóa quá. Tay ngắn xanh đen 22 lòng luôn, bộ này em bán 25 trên nơi. Em còn có 3 màu à, màu xanh đen, màu này là màu đen gấm nha, giờ là màu xanh ngọc. Hoa xanh này không biết phải xanh ngọc hay xanh gì, em cũng xanh đậu á. Xanh vỏ đậu. Xanh vỏ đậu mà cái này gắm xước nè mấy chị, nhìn cái số gắm đẹp lắm. Đây. Đó. Cái số gắm nè, rất là sang trọng luôn. Cổ nhọn tay ngắn 22 đồng. Rồi đây em lên set mới, còn chị nào coi đồ bộ nữa không? Không, em qua đầm tiếp. Phom cánh dơi, ok lên phom cánh dơi big size ha. Chị Nát lấy 3 cái luôn à, ok. Thank you chị Nát. Thank you chị Nát. Cánh dơi nè mấy chị, cánh dơi này thì dễ mặc lắm. Em lên form cánh dơi này á, thì là mấy chị từ 100 pound cho đến 150 pound là mặc được hết nha. Mà kiểu như là tại form cánh dơi là form nó rộng rồi, nên là mấy chị em mà thích mặc form cánh dơi là từ nhỏ cho đến lớn là mấy chị mặc được hết. Phom cánh dơi là phom nãy em mới mặc á mấy chị.
em có mặc bơm cánh dơi. Rồi hồi nãy em mặc cái bộ cam cam, nãy giờ muốn em mặc lên form lại không, hay là em đưa màu lên thôi, hay là em đưa màu lên thôi. Đây nè, cánh dơi nè, Gucci. Cái này cánh dơi big size nha, Gucci 22 đồng luôn cho em. Gucci trắng, Gucci now anu. Rồi cái này là hoa cam, hoa cam hàng đẹp mấy kỹ nha mấy chị yêu. LV. À cái này hàng thường nè, cái này không phải hàng thường, cái này không phải hàng xưởng em may. Cái gấu này em sale 18. Cái gấu này hàng 18 đồng thôi. Hàng 18 em lên hàng 18 cho mấy chị cánh dơi 18 đồng. Cánh dơi này 18 đồng nè. Nè mấy này 18 nè mấy chị thích. Cái này là hàng ngon bổ rẻ đi ha. Lấy cái hoa cam. Ok chị Thảo lên lấy hoa cam. Cái này là hàng 22 nha. Rồi cái này hàng 18 nè. Hoa cam này chất Latin nha. Em vẫn bán hàng, em vẫn sale 18 luôn. Rồi cái này hoa trắng này 18 luôn nè. Rồi con gấu này 18 luôn cho em. Tại vì cái này là hàng túi trắng mấy chị. Em bán nào là em nói cái đó à. Đây, hàng này là hàng túi trắng, là hàng xưởng ngoài may chứ không phải là hàng em nhà em may nha. Nên là hàng nói mấy người chị, chỗ khác vẫn bán hai mươi mấy á mấy chị, em bán chỉ có mười mấy thôi. Còn hàng nhà em may á là hàng may. Đây nè mấy chị coi, em đưa lại cho hàng nhà em may là cái túi là em phải cùng tông hết. Nhìn giùm em. Ủa mà cánh dơi, đúng rồi, cánh dơi này không có túi. Cánh dơi này là hai túi trước rồi, không có túi quần. Cánh dơi mẫu nào mà có hai túi trước này là không có túi quần nha mấy chị. Để đi cho nó rõ, mẫu nào có hai túi trước là nó sẽ không có túi quần. Dạ đang lên đồ ngủ á chị. Hoa trắng 18 là LV trắng. Ok. Ủa chị Thảo Lê, chị Thảo Lê, hoa cam mà LV cho chị Thảo Lê, nãy giờ chốt nhiều rồi, chắc lấy giùm em nha chị yêu. Tại vì chị khách mới á, thì khách mới á chị, chắc lấy giùm em nha. Nãy giờ chị chốt cũng gần 20 bộ rồi đó chị yêu. Mười mấy bộ rồi á. Em ở Massachusetts. Em ở Massachusetts nha. LV trắng nè, cho phụ kim nè. Với lại hoa trắng 18. Hoa trắng 18 này là chất Latin đó nha. Và chị Phượng Kim ơi, chứ không phải mango đâu nha. Em đang like á chị yêu, em đâu có đưa số điện thoại được. Em xuống like em gửi cho chị, vô inbox cho em cái đi. Cái like em đang like nè, chị vô inbox say hi cho em nha. Chủ động inbox say hi cho em nha, để em xuống like em kiếm cho nó dễ. Chị Phượng Kim nè, ngày 18 nè. Rồi cánh dơi tiếp không mấy chị? Cánh dơi tiếp không hay là qua khác? Em còn bộ gấu này 18 nè, với lại cái này hoa này 18 luôn nè. Rồi em lên đầm với set ha. Đang lên đồ bộ rồi. Ok mấy chị yêu, em lên đầm với set nha.
đồ bộ xong rồi ha, em qua đầm với sếp nha. Ủa chị Thảo Lê ở Worcester hả? Ở Worcester gần em á chị. Chị ở Worcester tới nhà em pick up nè. Em ở gần Mall Auburn á chị. Em ở gần Mall Auburn nha. Em ở gần Mall Auburn nha. Khách ở Worcester là lựa trên line xong rồi tới nhà em pick up à. Em chốt đơn xong rồi em để ngoài cái, em để ngoài thùng thư ở trước cửa hành lang nhà em á. Xong rồi mấy chị tới pick up. Ok, còn chị nào có đồ bộ không? Em đang sẵn cầm em dơ lên lần nữa. Còn không em qua xếp tà xếp kiểu với đầm nha. Lên set sơ mi không mấy chị? Lên set sơ mi à, hôm nay em có kiểu một cái set cánh dơi mới nè. Set kiểu cánh dơi mới. Để em dọn gọn gọn cái chỗ này một cái nha. Trời ơi. Hồi nãy tôi đang cầm á, hồi nãy em mới vừa đưa qua một lần à, bây giờ để em mặc cái set mới của em cho khách coi trước đó, rồi em cầm đồ bộ cho chị coi. Giờ lên set ha mấy chị ha, lên cái set cánh dơi mới của em, nó có cái màu. Em lên màu trơn đi, em lên màu hồng ấy. Trời ơi, màu hồng đẹp quá. Lên màu hồng. Màu hồng này á, là màu hồng tím nha. Vậy là dễ. Cái này là set cánh dơi nè. Set cánh dơi nha, form sơ mi cánh dơi nha mấy chị. Màu hồng tím nha, rất là xinh luôn. Màu hồng tím rất là ngọt luôn. Cái này em có màu trơn nhiều nè, set này em có màu trơn nhiều. Ok, là V trắng các chị. Coi rồi, em bỏ về V trắng rồi. Như chị cũng 15 bộ thì phải. Cái hoa trắng em đang mặc luôn nè. Cái set em đang mặc, mấy chị đo eo giùm em, eo 90, ngực 100 là vừa hết nha. Eo 90, ngực 100 là vô tư. Mặc xếp nhà em bao gọn luôn. Chị đo giùm em với, tại vì tùy theo chiều cao nữa chị. Chị đo giùm em eo. Eo coi, hàng nhà em là hàng bo thun phi size á. Đây chị nhìn giùm em nhá, hàng bo thun phi size nha mấy chị nha. Nên là 130 hao hoặc là 150 hao, mà cái chiều cao nó khác là nó khác nữa mấy chị. Nên chị đo ngực với eo là chính xác nhất giùm em nha. Đo ngực với eo là chính xác nhất giùm em. Em á, em nói lại cái mẫu nè, là em mặc mẫu á, là em ngực 90, em 130 hao, ngực 90, ngực 90, eo 80 là em mặc được vừa hết tất cả các hàng nhà em. Tại vì hàng nhà em là em may, em tự thiết kế, em tự lên mẫu em may nha, chứ không phải là hàng Quảng Châu gì hết á, nên nó không có size mấy chị, hàng free size nha. Cái mẫu này mặc cưng lắm, em may là cái vạt bầu nên là mấy chị nhìn nè, hắt dáng vô cùng luôn. Chị em nào mà mình mặc cái quần legging với quần jean đẹp lắm. Đây form cánh dơi, cái set này em bán tặng cho mấy chị 23 đồng. Quá rẻ luôn. Đó, ai mà thích hỏi mình cỡ nút ra, còn không mình cài hết cúc cho em cũng đẹp nữa. Eo đâu mà đâu, chị không có thước dây à. Vậy chị bao nhiêu pound vậy chị Tina?
cái này em nghĩ chắc một khách nhà em là 100 cỡ 145 pound mà cũng có, nhưng mà nhiều chị 145 pound á. Nhiều chị 145 pound mà cao thì cái eo cũng có 8 mấy thôi. Còn nhiều chị mà 150 pound mà cái eo 90 cũng có, mà nhiều chị 150 pound mà cái eo 80 mấy cũng có. Tùy theo mình đo cái eo là chắc ăn nhất. Còn mà 160 pound là em không có size luôn. 160 pound chỉ mặc được đồ bộ nhà em thôi, em không có size cho đồ kiểu với đầm nha. Chị lên bộ tay ngắn. Bộ tay ngắn hả? Bộ tay ngắn mà bộ tay ngắn. Chị Thảo lên 150 pound phải không? 160 pound là không có, chắc là không có vừa. Ủa sao này, ủa sao này nó lộn rồi, cái này tay dài nữa. Cái ép này tay dài. Em thấy khách em là như 155 pound là hết cỡ rồi, chứ em không có khách đến 160 pound. Nên em không biết chị 160 pound cái eo chị nếu mà hơn 90 là mặc không có vừa đâu. Eo 90 đổ lại thôi à. Rồi màu này là màu chữ đờ màu xanh. Màu chữ đờ màu xanh nha. Em đang mặc là màu hồng 23 đồng một set. Em có màu tím than nữa nè mấy chị. Màu tím than nè. Trời ơi, tím này tím than nha. Trời ơi, chị Thảo Lê đi ngủ, chờ em chút xíu nha. Tay ngắn ha, hồi nãy. Ừ, hồi nãy chị lấy tay ngắn ít quá. Bây giờ chị lấy tay ngắn cánh dơi hay là tay ngắn phom thường? Chị lấy tay ngắn cánh dơi hay chị lấy tay ngắn phom thường vậy chị Thảo Lê? Em mới cầm xuống hồi nãy. Đây nè, tím là tím hoa cà nha, còn tím là tím than nha mấy chị. Đó, mấy chị mà có chốt tím đợt trước ấy, không sợ bị trùng đâu nha. Nè, đẹp lắm. 23 đồng mấy chị nhận cái áo mặc thôi đủ sướng rồi. Em tặng thêm cái quần mặc nguyên set mùa hè đẹp cực kỳ. Bây giờ mặc với quần jean quần dài. Ủa, chị Thảo Lê cái này chị, em mới bỏ xuống hả? Em mới bỏ xuống là cái này, tại vì chị Thảo Lê chỉ coi đồ bộ thôi hả? Hay là chị muốn coi cái em mới bỏ xuống, em mới mặc ra là cái này nè. Cái tay ngắn caro này hả? Chị đờ cho chị anh Lê cái tay ngắn caro này phải không? Cái em mới bộ mới mặc mà, hồi nãy mặc ở trong chứ. Cái căn ngắn caro này big size nè. Từ 130 pound đến 180 pound nè. Tím than chị Thanh Tăng ok chị. Phải cái caro này không? Cái tại vì chị Thảo lên nãy giờ coi đồ bộ mà phải không? Còn em đang lên set nè, set kiểu. Chị Anh Lê chữ đờ nè. Mấy chị ơi, trời ơi nó sang. Mấy cái họa tiết này mà, mấy cái kiểu này mấy chị mặc áo kiểu thôi cũng thấy đẹp nữa. Nguyên một set như vậy. Chất mango loại 1 cho em hết nha, chất mango loại 1 á. Cái này mấy chị mà tròn tròn á mặc hắt dáng vô cùng, nhìn giùm em, tại vì em chích cái eo nè mấy chị, form rất là đẹp luôn. Nhìn giùm em nha, phần ngực với phần eo em chích band rất là dáng, rất là form, rất là đẹp luôn. Cứ đo giùm em cái eo với cái ngực nha. Ngực 100, 100 ok luôn. Eo co giãn tới 90. Beo.
màu beo, màu tím than, màu hồng em mặc rồi với lại màu xanh. Màu xanh. Đây. Màu xanh này xanh Yamaha ta. Màu xanh này lạ quá, màu xanh này lên trắng da dễ sợ luôn rồi mấy chị. Màu xanh Yamaha. Màu xanh Yamaha nha. Dung set, set bell 23 này. Xanh bơ không có rồi chị Nhiêu ơi. Xanh bơ. Ủa cái này xanh rơ không phải xanh bơ ta, cái này nó pha trộn nè. Set này không chị? chị anh Lê quất cái set này không? Quất set con canh không? Đây nè chị bỏ bộ tay ngắn LV size lớn. Có hai túi và có, em bỏ rồi đó chị Thảo Lê. Cái bộ đó em nãy giờ em trả lời chị Lê em bỏ tay ngắn cho chị Thảo Lê rồi. Bộ cánh dơi á, cánh dơi big size nè, em bỏ rồi, tình yêu ơi, bỏ rồi nha, bộ 22 nè. Đây, bộ cánh dơi big size, em bỏ rồi, tay ngắn cánh dơi. Em bỏ vô cái bao đồ của chị rồi. Cái góc bên đây là cái góc bao đồ của chị nè. À, sếp ăn canh chị có rồi. Có rồi, chứ không chịu hốt cái này á. Coi chừng cái này là cái form cánh dơi nha. Hồi trước là em may cái form đó là cái form cánh tiên. Cánh tiên. Cái tay nó khác một chút nha. À đồ bộ muốn thêm mua hai bộ tay ngắn mà kiểu 22 nữa. Ok chờ em chút xíu nha. Ok mấy chị cho em chiều cái chị Thảo Lê này thêm một cái nữa nha. Em lên thêm một ít đồ cánh dơi tay ngắn big size nữa nha. 22 đồng. Nhiều lắm. Đây em không có thời gian em lên thôi mấy chị. Siêu phẩm đầy nhóc hết trơn. Trời ơi LV Loan nè. LV Loan nè. Mấy cái này là hàng độc quyền mấy chị ơi. Kiếm không ra luôn em bao luôn. Mấy chị toàn Facebook luôn. LV Loan nè. LV Loan nha. Mẹ đây. Mẹ đây. Mẹ ơi, baby mẹ ơi. Baby mẹ ơi. Baby hả? Baby. Baby ơi. Sorry con nha, mẹ đang bán hàng nha. Bé bơ ngoan nha. Baby dễ mai number từ mẹ. À, con bị mất number rồi hả? Bà nội không mở cho, bà ngoại không mở cho con hả? Con bị chạy gì đây nè? Màu xanh bơ kiểu khác. Ờ đó em kiếm xanh bơ cho chị, đang kiếm màu xanh bơ. Rồi cái này CC. Baby nè, CC. Baby nè. Baby nè. CC nâu nha. Cánh dơi big size nha mấy chị, cánh dơi big size nha. Baby nè. Baby nè. Làm sao? Baby hả, muốn chui bụng mẹ hả? Dạ. Trời baby muốn chui vô bụng mẹ, bây giờ con bự quá rồi sao con chui vô bụng mẹ vừa. Baby mẹ, baby mẹ. Muốn chui vô bụng mẹ hả? Con phải nhỏ lại, con nhỏ lại đi. Nhỏ lại chưa? Rồi bé Bơ mặc đồ bộ nhà, đồ bộ của mẹ Bơ may nè, đẹp không mấy chị?
Bé ở nhà mặc đồ lụa không? Trời ơi, bé Bơ là sướng lắm, sống trong nhung lụa. Mẹ có đồ lụa là mẹ cho bé Bơ mặc hết. Mẹ may đồ lụa cho bé Bơ mặc. Ôi, cưng quá, không tan chảy. Ôi, như ông thấy chị, không thấy chị Thảo lê. Không rồi. Trời ơi, em lên thêm mấy bộ nữa cho bà lựa nè, bà Thảo lê ơi. Rồi em lên set. Của em khách em chờ quá rồi. Hôm nay không có mẹ em nên làm hơi chậm. Đen, trời ơi cái hông đen này nó đẹp quá. Đen mà lên cái hoa sơn thủy mấy chị đẹp mẹ chưa. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đây. Mẹ ơi, bé con. Này cánh dơi bích sai nha. Gì bé Bơ sao? Ôi nè đó, không thấy comment nữa rồi. Jason không kêu mẹ hả? Chứ kêu gì, kêu má mi. Trời ơi con này nó cũng hả tùy hứng lắm bà ơi. Có khi á bé Bơ kêu mẹ, khi kêu mom, khi kêu má mi, kêu lộn xộn hết trơn à. Loan nâu cho em nha, loan nâu nè, mấy màu này sang lắm mấy chị. Thấy comment của chị Phượng Kim mà màu đen. Chị Thảo Lê lấy đen mà đen này hả? Đen này chị Phượng Kim comment trước rồi. Hả? Dễ chị, bé Bơ dễ xong rồi. Bé Bơ dễ gì vậy? Bé Bơ giờ đừng có dễ đồ của mẹ nha. Bé Bơ dễ anh giấy nè. Bơ đừng dễ anh đồ của mẹ. Trời ơi, hư đồ của mẹ bán cho người ta. Bán cho mấy cô nữa nè. Chị Phượng Kim có đen nha, đen em hết rồi. Chị Thảo lên như bị ẩn comment thấy gì á, mấy comment lên trước xong rồi mới thấy comment của chị Thảo lên nè. Chị Thảo Lê ơi, thôi em bù qua cho chị cái hoa vàng này, đang chịu không? Cái hoa vàng này cái form nó khác một chút, cũng là phơm to luôn, nhưng mà cái hoa vàng này là cái lượng sóng, kiểu nó là kiểu lượng sóng như này nè. Này còn đẹp ác, nào cũng đẹp á mấy chị. Tại em không có thời gian á, em lên không có hết mẫu, chứ mẫu kho nhà em đầy. Lấy vàng này không? Vàng này là cái phơm lượng sóng nha. Vàng này phơm lượng sóng một. Vàng này không phải phơm bích sai cánh dơi nha. Cái vàng này cỡ 150 pound đổ lại thôi à. Không phải là phơm cánh dơi bích sai. Cái vàng này em bán 18 đồng thôi. Không phải là cánh dơi bích sai nha mấy chị. Phơm lượng sóng. Đây, nhìn giùm em. Phơm này 150 pound, 150 pound đổ lại thôi. Đây, em mặc lên nè. Không phải là phơm bích sai. Phơm này là cái này là cái kiểu cổ lượng sóng nè. Mẹ ơi, mẹ. Ồ, bé Bơ muốn vẽ Rapunzel trên tòa tháp nè. Bé Bơ vẽ tòa tháp là đúng rồi nè. Rồi bây giờ bé Bơ vẽ Rapunzel tóc dài ha. Tóc dài nè. Rapunzel trên đây nè, tóc dài nè. Rồi bé Bơ vẽ mắt mũi đi. Ok, lấy vàng 18 cho nha. Cái này là 150 hao là mặc vừa người đó chị. Chứ này không phải là phơm big size nha. Rồi, xong. Ok chưa? Hoa vàng đó mặc đẹp lắm đó. Ồ, chị Phượng Kim có hoa vàng đó rồi phải không? Đẹp lắm. Nãy giờ chị chốt này là cánh dơi big size á. Phượng Kim. Nãy chị cánh dơi bích sai, chị lấy hai con đó. Chị lấy con LV trắng với cái con hoa đen nè. Chị Phượng Kim lấy hai cái con này là LV trắng với hoa đen là phong bích sai á, phong cánh dơi bích sai á. Ôi, con loan hồng này mà không ai lấy à. Chắc nãy giờ mấy chị thích màu tối tối á, màu loan hồng.
Rồi em còn cái con Doraemon này lên cho xong rồi em quay về với lại em quay về với Đàm nha. Đây Doraemon. Ủa chết bà lộn, con Doraemon này là không phải cánh dơi, Doraemon này phom thường mấy chị. Doraemon này phom thường, phom này 135 pound, 140 pound à. Phom nhỏ mấy chị ơi. Phom này phom nhỏ. Phom 135 pound đổi lại. Phom thường. Nè, Doraemon phom 130 pound, ai cao 140 pound vừa cho em nha. Phom nhỏ, phom bình thường, phom pyjama bình thường. Truyền thống 18 đồng. 18 đồng cho con này. Cánh dơi thường là sao? Cánh dơi phong nhỏ hả? Nãy giờ nói bích sai quá trời luôn. Đâu có nói cánh dơi phong nhỏ đâu. Cánh dơi phong nhỏ giờ em đâu còn hàng nữa đâu. Cánh dơi phong nhỏ là cái bộ hoa trắng hồi nãy chị có chốt bộ hoa trắng nãy đó, như cái phom nó nhỏ nhỏ hơn á. Nó nhỏ hơn cái lò vơ trắng với cái hoa đen. Cái hoa trắng 18 hồi nãy á. Phom nó nhỏ hơn chút xíu. Rồi thôi em qua Đàm tiếp. Ủa chị anh lên màu xanh bơ chị anh. Ủa này màu xanh rêu chứ không xanh bơ chị ơi. Màu xanh bơ nhưng mà tét ha. Không có rồi. Em lên cái form tay dài này đẹp lắm nè. Cái tay dài cái cổ này nè. Em qua cái đầm ít đầm nha mấy chị. Lên ít đầm trơn nha. Còn chị nào muốn coi đầm trơn con chấm bài cho em đi. Còn chị nào muốn coi đầm trơn xanh bơ hiện giờ là em không thấy rồi đó chị anh Lê ơi. Em không có xanh bơ để từ từ em kiếm thôi. Có đầm mà chứ xét hình như xét thôi không lên màu xanh bơ. Đầm màu trơn nè. Cái này á hả, hình như em chỉ có màu đỏ với màu xanh xanh coban thôi. Trời ơi mặc cái xanh coban lên cho nó nổi rồi mấy chị ơi. Rụng rời tim gan em luôn. Đầm trắng hoa. Đầm trắng hoa. Đầm trắng hoa là đầm này hả? Cái này là đầm tay bí. Phom lỡ nha tình yêu. Đầm này đang sale 19 đồng. Hàng free size bo thun. Fit SML luôn cho em luôn á. Đo giùm em cái ngực dưới 100 và cái eo dưới 90 là vừa hết nha. Đó, eo bao nhiêu, body bao nhiêu là ôm vô bấy nhiêu nha. Phải không? Phải cái này không? Cái này phom lỡ. Rồi còn cái này là trời nó nổi nó sáng bực tông. Vậy, mami đụng. Mami con xích một kia. Mami, 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 mami
không phải chị bé ở đây nè. Ừ, mami biết rồi, mà con thích quên kia đi, không con ngồi đó là đụng mami nữa đó. Trắng ngắn, ngắn là xét chứ không phải là đầm nha. Ngắn là xét chứ không phải đầm nha. Con ngồi đó mới đụng nữa đó. Cái này là xét con ngựa, mã đáo thành công. Cái này là xét có quần ngắn ở trong nha, xét áo dài giấu quần, có quần ở trong. Một xét gồm áo với quần luôn 25 đồng. Rồi cái đầm xanh cô ban. Cái đầm này là đầm sơ mi mà cổ vi nha mấy chị. Em chưa có lên cái cổ này. Ừ, nhìn giùm em nè, cái form rất là đẹp luôn. Đó. Ngực 100, 100 được luôn nha. 103 thôi mấy chị, eo 90, co giãn 90. Cái đó là trắng xét đó, có không? Tình yêu phải cái trắng đó không? Tiêu màu đỏ các chị ơi, để em tìm cái khác bữa sau em kiếm lại. Rồi cái này là cổ, cổ hai lá. Bây giờ em lên đầm trơn cho mấy chị coi trước đi ha, còn chị nào thích đầm hoa đầm gì thì nói em sau. Tại nãy có chị hỏi đầm trơn, lên đầm trơn thôi nha. Giờ là em lên, sẽ lên tổng hợp đầm trơn. Ồ, quên cái set này. Cái đó là set nha, mấy chị muốn em mặc set thì nói em để em mặc lên cho xem form. Rồi cái này là màu cam, cổ hai lá nè, cổ nhọn hai lá rất là đẹp luôn, tay lỡ cho em nha. Tay lỡ. Rồi cái này là đầm cổ vét. Cổ vét màu xanh rêu. Và cái màu này là xanh cổ dịch. Xanh cổ dịch. Xanh rêu và xanh cổ dịch nha. Ủa này phải xanh cổ dịch không trời. Nhiều màu xanh quá em cũng bị loạn màu. Không phải, cái này không phải xanh cổ dịch mấy chị. Xanh dương hả? Tại vì xanh cổ dịch nó là cái này rồi. Ôi mấy chị, mấy chị thông thái am hiểu về cấp độ màu sắc. Cho em biết đi. Cái này là xanh cổ dịch nè đúng không? Cái này không phải đâu. Cái này là xanh gì ta? Thôi cứ xanh đi, xanh và xanh và xanh rêu. Cái này là cổ vét. Cổ vét nha mấy chị, cổ vét tay dài rất là sang luôn. Cổ vét. Chị Ngọc Dung lên lấy cổ hai lá 25 đồng. Ok, cổ cam hai lá. Cái cam này xinh lắm mấy chị, màu này là màu cam. Cam nó hơi có một xíu đất chút xíu. Nó không phải là cái cam chói nha. Lên mặt nó rất là tôn da. Phù hợp cho mấy chị mà có nền da mà từ màu nền da màu bánh mực á, màu da tối. Với nền da sáng luôn, không có bị chỏi. Bé bơ chân. Ồ bé bơ dẻ. Bé bơ dẻ nè mấy chị. Dẻ hình cô gái có đôi mắt lên trái tim. Hả? Mắt sao hình trái tim vậy bơ? Dẻ, dẻ này dẻ ai vậy bơ? Dẻ thanh chị tụi mommy. Trời ơi, dễ mommy hả? Dễ mommy hả? Mommy gì đâu mà mắt mũi kỳ quá vậy. Này chị Ngọc Dung. Nè, nè con vẽ tiếp đi.
Đây em lên một cái cổ bà ba cho mấy chị coi nha. Cái này là kết hợp giữa áo bà ba và đầm maxi đây nè. Cái cổ nó duyên lắm, như là mặc áo bà ba vậy mấy chị, rất là duyên nha. Mình mặc đi đi làm, đi chùa hay đi lễ gì cũng cũng lịch sự, cũng đẹp nữa. Nhìn nó nữ tính. Đó. Mấy chị mặc sẽ sang hơn em nhiều nha. Tại em để tóc đồ này nọ không có hợp với cái mấy cái kiểu mà nó nữ tính, nó nền nã như này. Đây, kết một vài nút ngọc cho em nè, 25 đồng rất là đẹp luôn, form dáng rất là đẹp, rất là sang tay lỡ thước tha mấy chị. Dịu dàng có túi hết cho em nha. Cái này eo cũng coi giãn 90, ngực này ngực rộng rãi thoải mái, 100, 105 ok hết cho em luôn nè. Mấy chị mặc sang hơn em nhiều. Em có màu hồng dâu và màu tím than. Màu hồng dâu với màu tím than. Bé bơ sao? Bé bơ giác được. Lấy cái gì? Bé bơ giác này. Màu hồng dâu và màu tím than nha. Mom! Mom! Ừ. Đừng. Con đừng có vẽ bậy bạ cái đồ của mẹ nha, vẽ cho giấy thôi nha. Mom ăn đây. Mom ơi, vẽ đi, mom vẽ đi. Mom vẽ đi. Mà mẹ đang bán hàng mà, mẹ đâu vẽ được đâu. Mom vẽ đi. Với màu cam, màu này là màu cam cam tươi nha mấy chị, đúng màu chua lì cam luôn á. Màu này cam đậm á nha mấy chị nha, cam ở ngoài đó là nó là đúng màu chu lì cam luôn á. Mấy chị ơi nhìn đây, chờ em chút xíu nha. Nè mấy bồ qua đây, đi lên đây mấy chị cho trên lầu á. Vẽ cái gì? Vẽ bà ngoại tóc ngắn nè, đúng chưa? Vẽ bà ngoại tóc ngắn nè, đúng chưa? Đúng chưa? Ok không? Rồi, nắp đâu đậy lại cho mẹ đi. Nắp bút đâu đậy lại đi con. Mẹ ơi, để chùa ngồi đi, chùa mới đi.
Vẽ bà nội rồi, kìa, mày vẽ bà nội. Vẽ bà ngoại rồi. Trời ơi, chết em rồi mấy chị ơi, hôm nay sao mà hả? Tự nhiên xuống đây. Bình thường có cái nào cũng chơi với bà ngoại mà. Bà ngoại tóc dài, còn bà ngoại tóc ngắn đó, đúng rồi. Rồi nắp bút đâu? Đậy lại đi, không thôi dính vô đồ của mẹ đó. Bà ngoại biết cái apple. Rồi, bà ngoại tóc ngắn. Cái đỏ này đỏ tươi nha, mấy chị. Cái đỏ phối này là đỏ tươi nha, đỏ tươi. Mẫu này, mẫu phối này, tay ngắn nè. Có mút ngực sẵn. Mẫu này là mẫu cổ. Ở đằng sau kính nha, không có hở nha mấy chị. Cổ nữ hoàng ngực ngang, có phối đây cái nơ. Mẫu này màu đỏ tươi. Trời ơi. Sorry mấy chị nha. Hôm nay bị bé bơ, bị bé bơ hư quá à, bé bơ đó hả, tự nhiên khóc khóc la um sùm là mẹ cũng quýu luôn. Rồi màu đỏ tươi nha. Rồi cái này cho em là màu cà phê sữa nên nó đậm hơn cái màu nu nha. Thường thường cái màu nu này, màu này em mới gọi là màu nu nè mấy chị. Màu nu này nó sáng hơn nè. Đó, cái này là màu cà phê sữa nha, nó đậm hơn chút xíu. Nó đậm hơn chút xíu. Rồi mẫu này 23 đồng. Mẫu này 23 đồng cho em nhé. Màu nâu với lại màu đỏ tươi. Đây là màu trơn. Trời ơi, chị Anh Lê là kiếm cái màu xanh bơ là cái màu này nè. Nhưng mà em không có set màu xanh bơ này, chết. Em chưa có lên set nào màu xanh bơ hết trơn. À, set màu xanh bơ. Chị Anh Lê còn ở đây không? Làm xui cũng được. Ôi, chị Tuyến có có con trai à, trời ơi, bé bơ. Với bơ bạo lực lắm đó, không ai chơi nổi đâu. Sao? Cho lên, em nhớ rồi, em có set này nè. Để em mặc, để em lấy. Với bơ, đi lên đây với mẹ. Giờ quên, set này có xanh bơ nè. Có xanh bơ với bi đẹp lắm. Để em mặc lên set này, set tay dài. Con trai 8 tuổi. 8 tuổi là giữ bé bơ được rồi đó. Nè.
Đây mẫu đỏ này. Cái này là cái tay kiểu nha mấy chị, tay kiểu ai vẽ đó, bé bơ vẽ hả? Cổ vét nhỏ. Cái này chắc là em mặc lên form xong em cầm cái màu trơn lên mấy chị mới thấy được cái đòi vẽ bà nội xong rồi đòi vẽ bà ngoại. Giấy một đống đây nè. Hết viết vẽ mà viết hết mực luôn rồi. Đá đi đó. Set này á mấy chị ơi, cái này á là mấy chị eo cỡ 80 đổ lại thôi nha. Eo eo mà hơn là sẽ mặc nó bị hở á. Tại vì cái chỗ này á, cái nút này em may cái này nó bị thất sách một cái là không, nó co giãn, nhưng mà cho mấy chị mà eo mà 80 trở lên á là mặc sợ bị căng, bị thấy. Em may cái bộ cái set này nó bị, tại vì em muốn cái nút và nút bự á, cái xong rồi thợ may nó hơi thưa á. Đúng ra cái bộ cái set này á hả, chỉ hợp cho, đúng ra là mặc co giãn được nè mấy chị ơi, nhưng mà hả không có co giãn được nhiều cho mấy chị trên 80, tại vì em sợ á mặc co giãn nhiều quá cái chỗ này nó bị hở á. Đây nè, em là eo 80 là em mặc nó vừa khít luôn, em sợ mà mặc co giãn nữa nó bị hở ra mấy chị sẽ bị thấy ở trong, thấy không? Em mặc là nó bị, nó vừa khít luôn vậy, bị thất sắc. Cái là cái này nếu mà em may nút nhỏ thì không sao, tại em may cái này nó bị nút lớn á, cái xong rồi thợ chừa cái khoảng cách nó hơi bị nhiều á đó. Đó nên là hả mấy chị eo từ 80 đổ về thì mặc không sao nha. Còn mà còn không á là nếu mà mấy chị mà chín eo cỡ 90 muốn mặc cũng được, nhưng mà phải chịu khó nhíp cái chỗ này lại để mà nó căng ra không có bị thấy. Trời ơi, là cái nào có sao là em nói vậy hết á, có sao em nói vậy hết. Đây nè, màu trơn rồi mấy chị mới thấy rõ được cái kiểu, cái kiểu này cổ vét nhỏ, cổ vét nhỏ. Em làm cái tay là cái tay kiểu loe này chứ không phải là tay sơ mi nha. Đây là cổ vét nhỏ đây đó, tụi em muốn làm cái nút lớn cho nó sang mà thật là thất sách cái nút lớn là nó sẽ bị hở ngay đây đó, thấy không? Cái này là em mặc lên có sao em nói vậy, em mặc lên là eo em 80, em mặc lên là em thấy nó muốn hở nó chút xíu rồi nè mấy chị thấy không, nó hở, nó muốn hơi hở hở nè. Nếu mà chị nào mà eo mà căng ra nữa nó sẽ bị hở, thấy không? Nên là muốn mặc á là chịu khó nhíp lại cho em vậy. Còn không thì mấy chị mà eo cỡ dưới 80 đổ về thôi là mặc bình thường không sao như em nè ha. Đó, set này nè. Set này là em có màu bi đỏ, màu xanh bơ đẹp quá trời luôn á. Cái màu lên nó trắng da cực kỳ luôn. Không biết sao cái màu xanh bơ với là cái màu hồng sen, và với không màu xanh bơ hoặc hồng sen với màu xanh ngọc á. Mấy năm nay là nó hot cái màu ghê đó. Xin em chơi với bơ. Trời ơi, bơ một mình là không nổi, kiểu như là mẹ bơ kiểu như là không có giỏi trong việc chăm em chăm con á mấy chị, như là hả em cũng không có giỏi nên em sợ em sanh thì em không có ngại sanh mang bầu đồ này nọ đâu, nhưng mà em sợ em ra em chăm con không có được kỹ á, không có được khéo á, tội con thôi à. Sanh bơ cho chị Anh Lê nè, sanh
xanh ngọc nè, mấy màu trơn nhìn mặt sang dễ sợ. Mấy cái màu trơn này mấy chị tha hồ mix match đồ luôn á. Set này em bán có 25 đồng mà quá sang luôn. Mấy cái kiểu mà sang sang, kiểu vest như thế này, may thiết kế vậy nè, 30 mấy đồng luôn á mấy chị, không có giá 20 mấy đâu. Đó nên là em mặc em thấy như vậy á, em thấy cái điểm của nó làm sao thì em nói chia sẻ mấy chuyện vậy. Nên về á, nhiều chị á nói là em đó, nó vẫn co giãn tới 90 nha, nhưng mà nhiều khi 90 nè mấy chị coi nè, em kéo ra thì nó bị hỏng một cái lỗ ngay đây. Cái này mình may kim chỉ mình may mình nhíp lại cho nó giữ cứng ngắc luôn cũng được, hoặc là mình mặc vô tư thôi. Màu em mặc là bi đỏ, rồi em có bi xanh nữa nè. Bi này là xanh vỏ đậu với lại hai màu trơn với màu đen, cái màu đen trơn. Đó. Em có set này màu xanh bơ mà em không nhớ. Rồi đi coi lên set. Lên đầm đi ha, lên đầm hoa đi ha mấy chị, lên đầm hoa nha. Bà ngoại vẽ cầu tiên đi. Bà ngoại vẽ cầu tiên đi đó. Set tay ngắn hôm nay em có cái set tay ngắn cánh dơi đó thôi à chị Tuyến ơi. Set tay ngắn em sẽ có tới set tay ngắn cánh dơi mới này thôi. Còn mấy set tay ngắn trước là set tay ngắn biết chị coi hết mẫu nhà em chưa. Không nhớ. Nè set tay ngắn cánh dơi nãy nè. Set tay ngắn cánh dơi nè. Nãy em còn thêm màu họa tiết đỏ này nữa nè, em chưa có lên màu này nữa. Màu họa tiết đỏ này mấy chị sang dễ sợ không? Trời ơi, eo con kiến luôn á. Set này mặc hắc eo vô cùng luôn. Ai nữa? Em mặc cái hoa. Mẹ ơi, bán hàng đi. Mẹ bán hàng đi. Bây giờ mới cho mẹ bán hàng á hả? Nãy giờ á hả bé Bơ? Bé bơ khóc, bé bơ quậy mẹ. Mẹ bán hàng đâu có được đâu. Nãy giờ mẹ bán hàng đâu có được đâu. Bé bơ, bắt đền bé bơ, nãy giờ mẹ bán hàng không được á. Đây. Rồi. Cái nơ này em còn một màu xanh này thôi mấy chị. Mẫu này là mẫu cổ thuyền nơ cho em nha. Cổ thuyền mà em làm mà em thiết kế cái nơ trên cái cổ áo của mình vậy nè. Nó chạy dọc vô cái thân bên cái thân ngực rất là đẹp luôn. Nơ tay lỡ hoa xanh.
Ngực 100, eo 90. Có cái sách vét nữa, sách vét chứ là cái sách này là tay ngắn mà 2 triệu, kiểu vét kiểu vét này nè chị Tuyến, với lại cái một cái này tay tay lỡ chứ không phải tay ngắn, tay này tay lỡ, sách vét này tay lỡ. Đây chị em muốn mà chị em nào mà muốn coi muốn mua sách vest này thì nói em mặc lên form cho xem nha. Rồi cái mẫu sơ mi viền này em chưa lên màu này, màu này màu mới. Ôi, màu này sang lắm nè mấy chị ơi. Màu này sang lắm. Bé bơ đứng kiểu cho bà ngoại vẽ hả? Trời ơi. Đứng cái kiểu vậy luôn á hả? Đứng làm kiểu cho vẽ luôn á. Kiểu này là cổ viền nha mấy chị. Đây nè. Ôi cái mẫu này mặc lên form đẹp quá trời luôn. Eo ra eo. Tại vì nó có cái đường viền nhấn eo ngay đây nè. Viền chân cổ. Hoa nâu. Còn cái mặt sau nữa. Cái đó còn mặt nữa. Mở khá. Đúng rồi. Còn mặt đó đó. Đây nè. Đúng 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 đúng. Bé bơ đứng bẹo qua một bên vậy mới chịu. Để bé bơ ẹo qua một bên vậy mới chịu luôn á trời. Mẹ ơi không đạp lên nha. Thấy ghét không? Hả? Ok, dễ mami đi bà ngoại, dễ mami nè. Giờ bé bơ cười rồi phải không? Bé bơ cười lại rồi đúng không? Đúng. Đây, cái này sang lắm nè. Bé bơ quậy đi sao em bán. Trời ơi chị Anh Lê suối. Bé bơ quậy sao em bán. Đây cái này là cái cổ vuông tay lỡ. Cái này ngực có mút ngực nha mấy chị. Chị nào mà thích mặc có mút ngực á, mấy cái form mút ngực nhà em rồi mấy chị yên tâm đi. Trời ơi mặc lên là ngực rất là đẹp luôn. Đây tại vì em đang mão ngực ở trong nữa nên em nó hơi độn. Em đang có mão ngực ở trong. Cái này là cổ vuông nên là nó hở đằng sau luôn nha chứ không phải dạng cổ nữ hoàng đâu mấy chị. Tay lỡ nè, cái tay này rất là sang.
Rồi. Màu này là màu nâu. Màu nâu nâu nhạt nhạt á, nâu của cà phê sữa. Phối với cái sọc à. Đúng bài luôn, rất là sang. Mà nãy giờ cũng quăng lộn xộn lung tung hết trơn á. Dạ. Dễ hả? Ừ. Dễ giúp chi. À, chị nói bé bơ quậy quá hả? Bé bơ quậy quá. Đọc sao kêu bé bơ quậy đi. Ê mà em có màu này với lại màu hồng ruốc nè mấy chị. Em có màu hồng ruốc. Em có màu hồng ruốc với màu này nha. Bà bơ quậy ơi, cô anh Lê kêu bà bơ quậy kìa. Mommy, mi bơ đi. Mommy, mi bơ. Mommy, mi bơ đi. Mommy, mi bơ đi. Mommy, 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 rồi em lên thêm ít hàng sale nữa ha mấy chị, rồi em xuống ha mấy chị muốn coi cái gì tiếp nữa thì báo em. Em lên thêm ít hàng sale. Em chị mất đi xem gì. Áo đầm dây có chị, nhưng mà em tính là đợi cỡ 1-2 tuần nữa em lai áo đầm dây cho nó thật sự nó ấm áp. Tại vì em chưa có làm dây mới thì em vẫn còn đang ém hàng. Em chưa like làm dây mới nữa. Đúng không? Chúng mới bị lấy chai nhân. Lấy chai nhân chúng bờ chúng bờ chừng nhân. À, nó bị dơ tay lên vậy hả? Rồi. Mới bị dơ tay. Ừ, ok, đúng rồi, đẹp lắm. Rồi, cái vàng này em sale 19 nè. Mấy chị chốt giùm em. 19. Đây cái cổ này là cái cổ trụ mà nó tim xuống đẹp lắm. Mặc lên mới thấy cái cổ nó đẹp. Mấy chị. Cổ trụ giùm em gì nha. Đó nhưng mà nó tim xuống nè. Màu vàng 19 đồng. Ngực 100 eo 90 luôn. Ngực ốp tu 100 eo ốp tu 90. Tay nó lỡ tới đây à, chứ không có phải là dài qua. Không phải là quá dài nha. Đây em còn một chiếc hoa đen với lại một chiếc vàng sen 19, mấy chị chốt vàng với hoa đen cho em nha. Đây bơi đang nhảy dây tay để thêm cái này cho bơi.
có thấy cái rầm cánh tiên này chưa? Chị anh Lê xem thấy mẫu rầm cánh tiên này chưa? Hiện giờ là em có rầm cánh tiên này nè. Màu đỏ đô. Màu đỏ đô với lại màu hồng ruốc. Mày bơ bơ đang ngồi gì, đang ngồi chước lên vậy á hả? Vàng cho chị xanh đi, vàng 19 nè, đỏ đô cánh tiên. Rồi xong. Trời, cái đỏ đô này nó mặc nó trắng lên, nó trắng mà nó cưng xỉu luôn á. Đúng rồi. Nè. Cánh tiên phối ren này, trời mặc nó không cưng nữa rồi thôi mấy chị. Đó. Cánh tiên nhọn á, dễ thương lắm. Đây. Có mút ngực luôn nghe. 23 là cánh tiên. Tầm em sale về 19. Chị xem mình. Rồi cái màu cái sơ mi tay dài này em sale 21 luôn nè. Cái này hàng thiết kế mấy chị. Trời ơi, mấy cái hàng thiết kế sơ mi tay dài thiết kế này là em ít khi sale lắm. Nên mấy chị tranh thủ hốt. Đây là màu hồng ruốc mà lên cái hoa vàng nè, cái màu nó phối rất là sang. Màu hồng ruốc lên hoa vàng. Đây anh Lê con 23. Màu ê bà, lại lấy cái bút lông màu xanh nó ra ngoài, màu đen. Hết mực luôn rồi. Trời ơi. Hết mực luôn rồi. Cái bút trắng đi. Bây giờ là chuẩn bị mặc đầm dây với lại cardigan rồi đó hả? Tuần sau đi em lên đầm dây cho trời. Đầm dây em ém nhiều mẫu đầm dây đẹp lắm mấy chị. Em cái tội em giấu đồ ghê lắm luôn. Bán hàng mà thấy đẹp đẹp là cái đi giấu mà. Em cũng không hiểu em bị cái như bị cuồng á mấy chị. Kiểu như đam mê. Thấy hàng không bán đâu, thấy đẹp đẹp hay lạ lạ gì đó cái đi giấu. Đi giấu rồi cái hồi quên luôn, từ đồ bộ cho đến đầm đồ này nọ. Cái nhiều khi khách hỏi ngang không nhớ luôn. Rồi cái này em sale 19 luôn nè. Chị nào chốt nhanh giùm em LV đen có cái bút nịch luôn nè. Em sale 19 luôn, rất là sang. Eo 90 luôn. Ngực 100, eo 90 cho em luôn nha. Phơm này là phơm dán lỡ nha mấy chị. Phơm dán lỡ trên mắt cá cỡ 1 gang tay. Trên mắt cá cỡ 1 gang tay. Có LV nâu và LV đen. Sale giá 19.
để đó. Mà ngoại mà còn ngáp nữa thì nói chi. Làm cái gì thôi. Con ngồi vậy đó hả? Bèo. Hả? Thêm đầm sơ mi phối xeo. Đầm sơ mi phối xeo là thế nào? Là này hả chị? Này xeo 19 nè hay là đầm này? Bên này sơ mi xeo 21 nè, em xeo được, em xeo được 3 màu này nha. Màu mày hồng. Màu hồng rút, màu hồng rút. Màu này màu vàng, màu vàng. Và màu này màu nâu. Trời, cái nâu loang này nó sang. Mẹ ơi dễ. Cái nâu loang này nó sang lắm mấy chị ơi. Trời ơi. Đây nè mấy chị mà kiểu như là cái hoa văn nè mấy chị thấy không? Cái mấy chị mà chịu mà siêu tầm hàng vải độc lạ đó, là mấy cái màu này là phải hốt liền cho em mấy cái màu lạ này nè. Mấy cái cây vải này. Cái này là cái vải vân đá mấy chị, chứ không phải là cái vải màu thường trơn đâu. Nhìn giùm em nha, nó vân vân loang loang ở trong nè. Hai cái cây này là vải vân đá đó mấy chị. Đây, nó vân vân đá ở trong á, chứ không phải là vải trơn đâu. Mấy chị mà kiểu như mà chơi chơi hàng lạ, săn mấy cây vải lạ lạ. Không bên nữa. Bên. Nâu 21 nè. Hồng ngô. Ghi bỏ vô ghi hồng. Hồng ngô. 21. Đưa đó cho ngoại con. Đưa viết cho ngoại nè. Nè bé bé. Mẹ ơi này. Bé bé đúng rồi, đưa đây đưa. Dễ mami. Dễ mami á hả? Rồi cái mẫu beo này có mức ngực nha, cổ nữ hoàng tay bí có mức ngực. Vui quá vậy, con đứng lên đây nè con. Con sorry mấy cô đi, nãy con khóc lóc. Con khóc lóc, con ngâm sầm quá. Tay bí, mức ngực sẵn 21 đồng. Ngực 100, eo 90 luôn. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Đợi đây ngoài nó nghe nè. Đầm dáng dài, cái màu beo này rất là sang mấy chị. Rồi. Đi hết hết pin rồi, hết pin rồi. Đứng một chỗ cho ngoại vẽ chứ con chạy sao ngoại vẽ được. Ủa? Làm xà đây hả? Chết mỏ hết pin rồi, chờ em xí. Okay.
Rồi em lên cái hồng này em xem 21 luôn nè mấy chị. Tay lỡ cổ thuyền nha. Bà nội làm món gì nãy tưởng bà nội, tưởng bà ngoại không đi khoai thôi, tưởng bà ngoại không khoai, không khoai, không là đồ ăn chứ. Khoai với lại luộc trứng cút đó, với ăn rồi với lại chiên còn miếng đậu trứng chiên với mỡ chà bông. Đây ổng này rất là duyên luôn, có cái nơ ngọc trai bên hông giùm em nha. Sorry to mấy cô giờ mới sorry rồi tới giờ của bả rồi đó. Đây ây da ôi lên ai phối trắng đen hàng hoàng màu rất là dễ mặc đồ luôn, rất là dễ phối túi phối giày mấy chị sang đây. Có chị nào muốn thích coi cái mẫu hoa nhí này không, cái cổ vét nhỏ phối ren nè, cổ vét nhỏ phối ren hoa nhí. Rồi, mẫu này em có 3 màu 25 đồng. Màu màu này là màu hoa nhí kem, màu hoa nhí nu nha, màu hoa nhí nu. Đây em đưa cận cảnh này là cổ cổ vét nhỏ phối ren như thế này cho em nha, tay phối ren luôn, màu xanh nè, màu xanh vân đá đó, với lại màu màu hồng, màu hồng này, màu hồng coral, màu hồng coral, màu hồng da cam đó. Thích lên mẫu này không mấy chị, em mặc lên form cho thích màu nào nói mặc lên form cho hài lòng. Không ngủ. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người đã bye bye rồi, bye bye đàng hoàng coi. Đứng bye bye đàng hoàng. Lại đây mấy. Lại đây bye bye đàng hoàng. Nãy giống như nãy đó đi. Mẹ cũng sắp xuống mà. Nó đơn kìa, vẽ gì thêm nữa kìa, nó đơn nè. Lên mẫu này nha mấy chị, lên thêm mẫu này nữa thôi à em xuống nha, coi mấy chị có coi gì nữa không thì hú quá em. Thôi em mặc qua mẫu này xong nữa là em nghỉ ha. Làm gì vậy? Làm gì vậy bơ? Trời ơi, hay là còn chị nào còn đây không, có đồ bộ không em còn la... trời ơi, đồ bộ la liệt nằm dưới chân em nè. Móc ra một đống luôn, chưa có like hết luôn nè. Đồ bộ còn la liệt nằm dưới chân em nè. Có chị nào muốn coi đồ bộ tiếp không? Chết dùm bếp bố. Cái này cái này là giải mới nha mấy chị, đợt trước bán hết trơn. Giải mới mà sale cho mấy chị luôn 21 luôn. Đó cái mẫu mà có cái thắt nơ, cái thắt nịt ở trên cái cổ nè. Tay bo chun, tay lỡ bo chun. Eo eo co giãn 90, ngực 100 luôn cho em nha. Ngực 100, eo 90 luôn. 21 đồng, màu này màu loan cho em đi. Màu họa tiết cái gì đó tùm lum họa tiết hết trơn. Để anh đi mô, để hát hát. Để anh hát đi. Cái này là màu mới không mà màu này là màu đen nữa ta. Màu này đen hay sao xanh đen vậy, màu đen nữa.
màu LV, màu đen hay màu xanh đen vậy ta? Màu đen, màu đen. LV đen. Có màu tím luôn mấy chị ơi. Tím đẹp quá. Màu tím nè. 21 đồng. Này bán giá sale luôn á. Cái này mà hàng mới luôn á mấy chị. Cái đợt trước là em cắt hết rồi. Này mới cắt ra xong mấy cây giải sao. Màu tím. 21 đồng cho cái đầm tay tay lỡ. Quá đẹp luôn. Đây. Tím than màu đen quá sang, đen là vơ sang quá. Hai chị đi Chanel. Rồi chị đi Chanel nè. Đen. Rồi màu xanh bơ. Màu xanh bơ. Màu xanh bơ, màu tím. Màu đen. Màu tím luôn cho chị đi xin em, màu tím đẹp quá. Tím là đi Chanel với lại chị Phượng Kim. Chị Phượng Kim với đi Chanel, bà ghi 21 đồng cho con nha. Không thôi con tính giá 23 luôn nha. Phượng Kim với đi Chanel. Đi Chanel đây nè. Có quăng ra luôn rồi đó. Ủa chị Anh Lê cỡ này thích săn lùng màu xanh bơ á chị Anh Lê. Chị Anh Lê thích săn lùng màu xanh bơ á chị Anh Lê. Màu xanh bơ nè. Có một chiếc nè. Chị Anh Lê luôn. Ôi là em hết rồi mấy chị. Trời ơi hết hết hết. Xanh bơ em có mẫu này nữa nè chị Anh Lê. Đúng rồi, màu xanh bơ đẹp lắm. Cái này mà ai biết chơi màu á, thực sự thấy màu xanh bơ sợ là nó bị khó mặc đồ hay nó không hợp da nha, chứ không phải đâu. Màu xanh bơ lên mặt rất là đẹp. Màu xanh bơ mặc lên, màu xanh bơ với màu hồng cánh sen nè. Hôm bữa hồi Valentine đó, cái màu hồng cánh sen thực sự ra là hả, cái hồng đó là em bán không ai mua luôn hết mấy chị, không ai mua mà em mặc lên phát á hả, quá trời người inbox hỏi luôn. Em mặc đi chơi họ hỏi trời ơi cái đầm màu hồng sao mà đẹp quá, mặc lên da sao mà đẹp quá vậy. Là đâu em bán bữa em lên em like sùm có ai mua đó đâu, không ai mua luôn. Cái xong rồi không ai mua cái em mới thấy đẹp, mà xong ai mua cái em mới lấy em mặc cái lại hỏi màu hồng cánh sen. Cái bữa em mặc Valentine em đi chơi á, trời ơi thật sự là thấy cái mà mấy cái màu mà thấy lạ lạ tưởng khó nhưng đẹp lắm nè. Xanh bơm còn cái pho cái kiểu gà nút này nữa nè, gà ngọc trai này nữa nè. Rồi đầm em mặc là em còn một chiếc màu đen với một chiếc màu họa tiết em mặc nữa là em hết nha. Chiếc màu đen này nè, cái dây mặt nữa là hết. Các bạn làm đi, các bạn phải làm đi. Đây. Mấy chị nói trời ơi đầm đẹp á, thì á hả em giấu trơn à, em giấu em để em mặc không, mà nói đâu có đâu, em mặc toàn là khách chê, khách không chốt luôn em mới lấy em mặc đó. Thật sự luôn.
Đây. Cái này em sale nha. Em sale 21 luôn nè mấy chị, đẹp lắm. Cái mẫu viền đen này nè. Đó, cái này tay dài. Tay dài giùm em nha. Cái tay là tay giống như áo sơ mi vậy đó. Cổ tròn. Cái này là chữ rêu cho em nha, cái chữ rêu nha. Chữ rêu. Trời ơi, tự nhiên giờ vẽ qua cái kiểu gì nữa vậy? Trời, xong. Giờ vẽ qua cái kiểu đó nữa hả? Được chưa? Ai bằng chân nè. Rồi ok em. Em nghĩ nha mấy chị yêu, em nghĩ nha. Có chị nào còn có coi đồ không? Đồ bộ sao còn còn dạ quá trời dưới đây nè. Kéo chân vậy sao vẽ? Kéo chân vậy vẽ mới được. Bây giờ móc lên đi, vừa móc lên rồi mấy chị vừa coi em. Coi thấy thích được cái nào thì hốt liền giùm em luôn. Trời. Trời quá. Xong rồi đó. Em vừa móc lên, em vừa dơ lên cho mấy chị coi thích bộ nào thì hú em nha. À, đồ bộ cánh dơi thường á hả, hồi nãy. Đồ bộ cánh dơi phông nhỏ đúng không? Cánh dơi phông nhỏ. Cũng tạm cũng chị ngày mai nhớ cắt cho em á nha. Trời, quá trời luôn. Thôi, trời, thôi ha. Thôi mình lên mình ăn ha. Đi. Bye bye mọi người, chị đi chơi. Thôi được rồi, được rồi. Đừng đụng vô của mẹ. Đừng đụng vô của mẹ. Đừng đụng vô của mẹ. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Trời. Rồi. Chưa mẹ. Bye bye thôi nhưng mà mẹ chưa bye mà. Đây. Bye bye mẹ chưa bye mà. Để em dọn gọn cái chỗ này rồi ăn cái, em bung cái cánh dơi nhỏ ra cho. Ra đây nè. Em lên. Làm sơ mi tay dài á chị Hồng Ngô. Bơi cứ lấy đi. Đây nè. Có cái màu này là màu đầm sơ mi phối. Đầm sơ mi phối gucci á, phối xanh đỏ nè. Mấy cái này mấy chị để ý mấy cái nhà mốt, nhà brand của gucci á, mấy cái hoa này nè, lên toàn là lên mấy cái kiểu cái tông hoa rực rỡ vậy không á. Mà năm nay là chuộng mấy cái tông hoa rực rỡ này không á. Đen. Nu nè, trời ơi nó đẹp xỉu chưa, sang lắm. Cái này mấy chị mà phối túi phối đồ lên, trời ơi mặc cái đầm lên mà hả, không sang ngất ngay nữa thôi. Rồi con ngựa nè, con ngựa 25 đồng nha. Những mẫu sơ mi tay dài mà phối như vậy nè, à quên, cái mẫu phối này 27 nha, cái mẫu phối này 27, còn cái mẫu này 25 nè. 25 con ngựa, 25 mẫu phối viền á, cái viền này là 27 giùm em nha. Đây nè, cái viền này 27 nha, đẹp lắm. Tại vì cái này đó, cái này nè mấy chị nhìn kỹ đó, em viền là em viền cổ nè, rồi viền hai cái lai nút luôn, xong rồi viền beo và viền tai luôn nha. Đó, mấy cái viền phối này nè rất là sang luôn. Đen
ok đang cho chị Hồng Ngô nè, con ngựa nè, rồi màu chữ nu, mấy cái này thì 25, rồi cái này đang chữ, đang chữ phối tay nè, rồi sọc màu kem nha. Đó mấy cái sơ mi của nhà em mà nó sang, phải biết thua mấy chị ơi, nó sang những cái đầm 20 mấy đầm không tin luôn. Còn bé Bơ lấy bút nữa rồi hả? Bé Bơ lấy bút của mẹ nữa rồi hả? Rồi mấy chị đi ngủ rồi. Chị Phượng Kim yêu dấu còn ở đây không? Chị Phượng Kim yêu dấu. Cái này là bò sữa, cái này là form cánh dơi nhỏ nè. Form cánh dơi nhỏ. Đây có bò sữa xanh nè, cánh dơi nhỏ nha, 18. Form này là mango nha, mango dơi nhỏ nha, 150 pound đổ lại thôi, 145 pound, 150 pound đổ lại thôi nha. 150 pound đổ lại nha mấy chị. Đó, mấy chị mông to vô cái quần thoải mái luôn, 18 đồng thôi. Cánh dơi. Form nhỏ nha, form 150 pound đổ lại thôi nha. Trái tim chất mango loại 1, mịn mướt vô cùng. Trái tim đây nè, để em ướm lên cho chị coi cái form nhỏ nó khác cái form big size. Form big size nó bự hơn nhiều. Form big size là đến 165 pound rồi. Đây, cái form big size nó phải bè ra, nó tới đây được nè, thấy không, nó phải bè ra như vậy được. Đó, còn cái form này là form nhỏ hơn, nó gọn hơn một chút nha, cho mấy chị mà vẫn thích mặc cánh dơi mà không quá rộng. Tim hồng nè, Snow White 18 đồng. Snow White cái này em lên mango hết nha. Snow White nè, dễ thương không? Trời ơi, bạch tiết nè, bạch tiết cute chưa? Đó. Rồi cái này là Burberry. Form này 150 pound đổ lại, mấy chị mặc vô tư đẹp luôn cho em. 18 đồng. Để em lấy một bộ mặc. Trời ơi, mỗi lần em la đồ bộ là em lấy một bộ mới em mặc đó mấy chị. Mẹ em kêu em phí của cứ lấy một bộ đồ mới mặc, tại vì đẹp quá à.
mặc xong rồi cái thay ra cái thay ra cái lúc mà dọn dẹp á, cái nhìn ngó thấy đồ bộ đẹp quá, lấy một bộ mặc luôn. Cứ là mỗi lần lai đồ bộ là mất một bộ đồ á. Tim hồng, bò xanh với bạch tuyết cho chị Phượng Kim nè. Nè, đó mấy chị thấy em mặc cái form đồ bộ, trời ơi. Đang mặc cái quần bi đỏ hồi nãy. Cái form dơ nhỏ đó nó gọn hơn cái form big size nha. Bạch tuyết nè, với bò xanh. Bên tim hồng chị Thảo 18 đồng. Nên mặc cái quần vô đã kỳ quá. Rồi em mặc là BBR nha. Tim trắng. Tim trắng nha. Trời ơi đẹp chưa mấy chị? Xinh chữ luôn. Tim trắng nè, có bò hồng nữa nè. Nãy bò xanh nè, bò hồng. Bò xanh, bò hồng. Em mặc là Burberry. Tim trắng, bò xanh, bò hồng. Hoa cam đẹp quá. Hoa cam nè, trời ơi. Mười tám đồng một bộ. Form này form nhỏ nha, không phải form nhỏ à, cánh dơi em có hai form nha chị. Một cái form là form cánh dơi, em gọi là cánh dơi form nhỏ là 150 pound đổ lại, còn một cánh dơi big size á là cánh dơi form bự á. Cánh dơi big size là cánh dơi form bự á, là cánh dơi này là 22 đồng. Cánh dơi big size này nó bự hơn nè chị. Cánh dơi big size nè. Đó, cái dây big size này á thì là đến up to đến 165 pound mặc vẫn được. Thì mấy chị mà cỡ 150 pound thì vẫn mặc bình thường. Mấy chị 130 pound như em, 130 pound vẫn mặc bình thường. Tùy theo là mình thích mặc nó bự, nó rộng, oversize, hay là mình thích mặc nó vừa người, nó gọn người nha. Đầm sơ mi hả chị Hồng? Con đầm sơ mi muốn đầm lụa tơ tằm hay là đầm mango? Muốn làm lụa tơ tằm hay là mango? Tim trắng. Đây tim trắng đây. Nên
là form nhỏ thì em bán 18, còn form big size còn form big size là 22 giùm em nha. Làm sơ mi tơ tằm hay là măng quồ chị yêu? Loại nào cũng mát hết trơn. Loại nào cũng mát hết. Cái loại tơ tằm là cái loại đầu tiên mà chị mua của em á. Chị gửi hình cho em á. Chị mua của em á là cái loại tơ tằm á, là cái loại cao cấp. Loại lụa tơ tằm là cái loại thiết kế cao cấp nhất của em á. Cái loại mà em bán 18 đồng á, một đầm á. Đây, để em lấy. Khoan, hai bé bơ, trời ơi tội nghiệp quá à. Đúng chờ mẹ, bé bơ đúng chờ mẹ. Chờ mẹ xíu, sắp xong rồi, mẹ còn một màu nữa. Size nhỏ. Ủa, là cái size đó là 40kg mặc vẫn được đó chị. 40kg đến à. Nè em có màu này là màu sao. Sao nha, màu sao nha. Thì là cái bằng cái form mà đầu tiên chị mua của em á. Lần đầu tiên chị mua hàng nhà em là chị mua cái đầm đó đó. Mà giờ em có nhiều màu, nhiều hình. Cái mango size nó bự hơn. Cái tơ tằm nó size nó nhỏ hơn chút. Đây. Sao? Ừ, là chị thích form nhỏ là chị lấy lụa tơ tằm đó. Lấy lụa tơ tằm đó đi ha. Form nhỏ là lụa tơ tằm á, chứ còn măng gồ bự lắm, bự hơn nhiều. Ồ, cái này thiệt á. Cái này mặc là sướng nhất trên đời luôn á mấy chị. Em tới thời điểm là em sống 30 năm nay mà em chưa thấy cái vải nào mà nó qua được cái vải lụa tơ tằm này nha. Sống 30 năm nay. Đẹp không? Đẹp không bư? Đẹp. Đẹp quá hả? Mami hồi trước mami mang mặc bầu bơ, mami cũng mặc cái này á. Mà đó bơ trong bụng mami. Còn giờ bơ bự quá rồi. Bơ bự quá rồi. Đây là đầm lụa tơ tằm sơ mi nha. Under 160 bao. Phao là mặc được vừa hết giùm em nha mấy chị nha. Đây, đầm sơ mi form này là từ 90 phao cho đến 160 phao là mặc vừa hết nha. Đồ bộ tay dài cho bé 6 tuổi hồi nãy á. Hồi nãy là em có đưa lên cho chị là cái bộ này nè. Đây nè, cái bộ này nè cho bé 6 tuổi nè. Là em có cái vải này với lại em có cái vải lụa nữa. Để em đưa màu cái đầm sơ mi. À cái cánh dơi nhỏ là em hết nha. Cánh dơi nhỏ là em hết. Hết màu rồi đó chị Phượng Kim ơi. Để em xong cái nào em qua một cái. Em còn một cái lượng sóng, em còn cái lượng sóng màu đỏ này chị Phượng Kim có hốt không? Hốt cho em luôn. Em còn cái lượng sóng màu đỏ nè. Dạ đúng rồi chị, mẫu bé bơ đang hình mẫu đồ lụa pyjama như bé bơ đang mặc á là em có từ size từ 2 tuổi đến 6 tuổi nha. Chờ em xíu em đưa màu lên cho lựa. Em còn một bộ dít dắt lượng sóng 18 đồng nè. Form này 145 phao, 150 phao đổ lại mặt đẹp nè. Đó, chị nào hốt luôn giùm em mấy bộ lượng sóng chắc màu đỏ 18 đồng. Để em lên màu cái
cái làm sơ mi này xong rồi em lấy đồ em bé cho chị coi nha. Em có hơn 10 màu luôn á. Lượng sóng 130 pao. Có mà tay dài là được không chị Hồng Ngô? Em có mẫu tay dài. Em có lượng sóng tay dài. Lượng sóng 18 chị Phượng Kim mà Tân Kiều chị. Chút nữa em lấy cái lượng sóng tay dài cho. Cái form nhỏ nhưng mà nó tay dài. Rồi cái mẫu em mặc là màu gấu hồng nha. Chị Hồng Ngô. Gấu hồng nè, cái này là cô gái đỏ nha. Cô gái đỏ. Trời ơi đẹp quá trời. Vịt xanh nè. Mấy cái này là hàng thiết kế hết mấy chị. Thiết kế lên mẫu vẽ hết á, chứ không phải là trên cái vải mà nó có sẵn hình như vậy đâu. Vải mà sẵn hình là vải măng gồ á. Còn mấy cái lụa tơ tằm này á, là phải in hình lên thiết kế lên trên vải hết á. Nên nó mắc thêm là nó mắc thêm cái hình thiết kế mấy chị. Rồi cái này là con Salamun nè. Vịt hồng nha. Vịt hồng. Cái này mẹ con á hả, mặt cặp xinh lắm. Này có chị nào mà có con gái mà tuổi tin tin mười mấy tuổi á, mặt xinh lắm nha. Này cô gái màu xanh. Cô gái fancy chưa mấy chị? Quá fancy hả? Fancy luôn, màu xanh. Have a nice day. Bé ba mặc đây. Con mèo màu nu cho em nha. Under 160 pound là mặc được hết. Rồi con vịt dít dắt. Con vịt dít dắt nè. Dít dắt con vịt. Rồi cô gái màu nu. Đó là comment đúng cái mã em đọc nè. Mami mặc cái con gấu này rồi. Cô gái con này là princess đó mấy chị. Trời ơi, little princess nè, đẹp chưa, rất là fancy. Giặt sấy thoải mái 18 đồng chị yêu. Giặt sấy thoải mái nha, không nhăn không rút nha. Lụa tơ tằm cao cấp, mặc như không mặc. Cô gái màu hồng, nãy cô gái màu xanh nữa phải không? Cô gái màu hồng. Rồi bò sữa. Mẹ ơi, bé mà không. Vịt xanh. Vịt số 2 đi, vịt số 2 hồi nãy, vịt xanh số 1 kia số 1. Vịt này là vịt kiểu này số 2 nó khác nha mấy chị. Vịt này là nó ombre nha. Nó ombre màu nè. Cái này qua Disney Mickey rồi đồ các kiểu cho em nha. Đó. Mommy. Vịt vàng. Mom. Bé bơ muốn mặc này phải không? Mom. Hai nè. Khổ ghê vậy đó. Đó mặc đi. Rồi mặc đi, chút nữa mommy lấy cái đầm này mommy mặc luôn á. Mommy lấy làm mới mommy mặc ngủ luôn. Rồi cái này là môi đỏ cho em nha. Môi đỏ nha. Ok, vịt số 2 em có hai màu, màu xanh với màu ombre xanh với màu ombre vàng. Chị lấy màu nào? Đây, màu ombre xanh với màu ombre vàng nè. Đó. Vịt số 2 em có hai màu, vịt số 1 cũng có hai màu luôn. Vịt số 2 ôm rơi vàng và ôm rơi xanh. Rồi đem chốt thôi. Lượng sóng 18 nè, chị Phượng Kim nè. Mama. Má mặc cái này chút nữa mami mượn mami mặc nha.
Sao bên lấy cho biết cho má mi ta. Ok San. Ok bên thân thiện. Cái bơ mặt giống Cinderella quá. Rồi lấy để em lấy đầm. Vịt hồng với lại vịt hồng. Ủa hồi nãy chị Hồng Ngô là lấy vịt hồng với dít dắt đúng không? Vịt hồng với dít dắt. Ok chị Hồng Ngô lấy dít dắt thì em hết, em còn một cái dít dắt ngoài đây nè. Dắt hết rồi. Với lại vịt hồng. Hello baby. Với lại con vịt hồng. Mặt mà tối ngủ á. Tớ ngủ hai mẹ con ôm nhau rờ 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 sướng luôn á mấy chị. À, cái này cho chị Thảo Lê. Xanh với gấu hồng em mặc. Thảo Lê rồi. Rồi mấy chị còn có muốn coi đầm này nữa không? Còn chị nào coi đầm này nữa không? Hôm nay em hôm qua đồ con nít cho em lên thêm mấy bộ đồ con nít nữa rồi em nghỉ nghe. Lên đồ con nít. Bây giờ thấy hồng đang mặc luôn. Ok chị, màu hồng đẹp lắm. Màu hồng này là màu hồng nu á. Màu hồng nu á. Rồi đem lên đồ bé nè. Đồ bé mà có size 6 tuổi hiện giờ. Em còn 5 mà, 5 kiểu, 5 màu. No. Yeah. Chị Hồng Ngô. À, chị lấy hình cô gái nữa hả? Chờ cô gái. Cô gái đỏ hả chị? Thảo Lê lấy cô gái đỏ hả? Cô gái em có ba màu lận. Cái này là cô gái hồng nè.
cô gái hồng. Đây. Cô gái hồng phấn. Hồng phấn. Rồi cô gái này là cô gái đỏ. Rồi cô gái xanh. Mẹ ơi cứng kia cứng. À đúng rồi đây nè. Mẹ bé bé vẽ vẽ chân mẹ phải không? Rồi vẽ đi. Bơ gì làm gì sợ? Có ai làm gì con đâu sợ. Cô gái xanh. Ok chị, cô gái xanh. Đẹp quá trời luôn à. Cái hình này rất là lạ, rất là fancy mấy chị. Rồi vẽ lẹ đi. Để đứng yên cho vẽ. Không cho đi đâu. À này này, em cầm đồ bộ. Đây em có size từ 2 tuổi đến 6 tuổi nha. Tất cả mẫu này là em có hà, em có matching với mẹ với bé luôn nha. Nếu mà chị Thảo Lê muốn mua mà mặc matching với mẹ với từ có với couple mẹ với bé là em có hết nha. Size của chị Thảo Lê là em chỉ có size 150 pound là em có size size của chị Thảo Lê là em chỉ có tay dài thôi. Em chỉ có tay dài thôi nha. Tay ngắn là em có size nhỏ chứ em không có size 150 pound. Size 50 pound của chị là em có size tay dài. Rồi bé bé lấy ra coi. Wow, too big. Bé bé ơi, chân mami too big. Nè, cái này bò hồng cho em nha. Em có size từ 2 tuổi đến 6 tuổi nha. Mấy bé chị, mấy chị nào mà muốn mua cho bé từ 2 đến 6 tuổi thì em mới có size nha. Lớn hơn thì không có đâu nha, bò đen nè. Năm mẫu này là em đều có mà có đồ của mẹ hết nha. Bò xanh nè. Mami. Bò hồng. Đó. Rồi. 17 đồng một bộ luôn cho em nha, 17 đồng một bộ. Rồi gấu nâu. Mom. Ừ. Năm màu. Năm màu này là em có couple đó. Bụng bự quá vậy bơ. Chân bé bơ small. Chân bé bơ nhỏ hơn chân má mi nè, thấy không? Đó. Rồi, bé bơ. Viền lại đi. Con viền lại đi. Chị có đồ ngủ cao cấp hả? Mimi. Chị có đồ ngủ cao cấp, ok chị. Mom. Tại sao chị bé bơ đã chị kì đó? No. Mày bơ. What happened? Bé bơ ơi, mami hết đồ rồi. À mami hết cô gái màu xanh rồi, mami lấy ở trên đây nha. Bye bye. 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 Nè kiểu vậy nè chị. Nếu mà mẹ mà mặc couple với bé nè là kiểu gì nè. Đó, xinh lắm. Tay dài của mẹ nè. Tay dài của mẹ là cổ nhọn. Cổ lá sen nhọn á. Cổ lá sen nhọn nè. Mẹ 27. Mẹ 27 nha. Đây, cái này cũng tại 27 là tại vì hàng lụa to tầm cao cấp nha chị. Hàng lụa to tầm cao cấp. Hàng thiết kế may kỹ chứ không phải là hàng Latin nha. Đó, bò hồng phải không? Chị lấy bò hồng bò xanh này hả? Hay là bò hồng này? Hay là cái bò hồng này? Bò hồng này và bò xanh này phải không ta? Hay là bò hồng bò xanh sọc? Cái này cũng hồng. Cam cam hồng hồng. Couple vợ chồng không có, không có couple vợ chồng. Size nam em không có rành, em không có may size nam. Em không có may size nam chị ơi. Size nam em không có rành á.
nên không có dám may size nam. À, bò hồng với xanh này. Ok. Mom. Lấy hai bộ này bé 6 Mami. Tuổi để em ghi lại. Cái này em ghi lại em lấy sai sau. Mom. Mom đây. Mom. Này dễ chi. Dễ chi. Dễ dễ chân bé bơ đó hả? Dạ. Chị à. Ghi lại cái đó thôi. Bò hồng với bò bò cam, phải ghi bò cam, bò cam 6 tuổi, bò xanh 6 tuổi bò. Chị Hồng Ngô là hàng cao cấp, size chị Hồng Ngô là form nhỏ. Ok, em lên form nhỏ cho. Tội nghiệp quá. Trời ơi, bé bơ đi bắt gum. Mà bé bơ nói mẹ ơi bán hàng đi. Bé bơ kêu bà ngoại được rồi. Rớt nước mắt với con tôi không trời. Rớt nước mắt luôn á. Bình thường thì quậy cũng quậy lắm. Cái này bé bơ nó mặc rồi em lấy em mặc luôn. Còn màu khác không, lấy bò bộ màu nâu. À, đồ mà có bé là em chỉ còn có 5 hình đó thôi á chị. Còn đồ mẹ thì nhiều lắm, tại vì đồ bé là em may cho bé bơ xong em may kèm kèm theo á. Size à em có cái quần ngắn này của bé 6 tuổi, em có cái con này. Tại size 6 tuổi em không có may nhiều họa tiết chị. Em may cỡ tầm 2 tuổi nhiều họa tiết hơn. Tại bé bơ là 3 tuổi. Em may 2 tuổi 3 tuổi nhiều hình hơn. 6 tuổi em còn cái quần này là quần ngắn nha, quần đùi nha. Màu bò sữa. Màu bò sữa em có size cho 6, từ 2 tuổi đến 6 tuổi nè. Luôn nè. Quần ngắn nha, bò sữa quần ngắn. Bò sữa quần ngắn thì 15 đồng nha, quần dài 17 đồng 15. Chị lấy bộ gấu nâu này á hả? Em lấy bộ màu nâu là bộ này phải không? Bộ màu nâu này hả chị? Gấu nâu này phải không? Gấu nâu nè. Đó, muốn mẹ thì kiểu này nè. Mẹ thì kiểu này. Bé này đúng không? Bộ gấu nâu này đó thì em ghi thêm luôn cho chị bộ gấu nâu. Gấu nâu 6 tuổi.
hàng lụa, hàng lụa tơ tầm cao cấp em có hai form nha chị Ngô Hồng Ngô. Em có hai kiểu nha, một là cái kiểu kiểu này. Kiểu này em gọi là cái kiểu quần quần ôm nha, quần ống ôm, quần kiểu Alibaba, là ở trên cái quần á thì cái mông của nó là nó rộng rãi thoải mái, mà cái ống thì nó ôm xuống như vậy nè, nó ôm xuống nó lượn sóng như vậy nè. Form này form nhỏ 130 thao đổ lại cho em thôi nha. Trời ơi, rồi nè, mấy con mặc cái này phải không? Nè, mấy con mặc xong rồi, chút con mami mặc nha. Phê không? Mấy bơ mặc phê không? Phê. Bơm nhỏ. Đó, cái ống này chứ không phải cái kiểu ống suông bình thường của pyjama bình thường nha. Nó là kiểu phơm rất là gọn người ấy. Phơm nhỏ gọn á, cho mấy chị mà cháu nhỏ con thích mặc gọn. 130 hao đổ lại. Rồi còn một cái phơm nữa. Một cái form nữa là form pyjama truyền thống bình thường, là quần suông, quần ống suông bình thường nha, quần ống suông bình thường chứ không phải là cái ống bo, không phải là cái ống bấm ôm như cái ống ôm sẽ là đó. Chị Hồng Ngô thích lên cái form nào thì em lên cái form đó cho coi, đều là hàng lụa tơ tằm hết. Bé bơ dễ thương quá. Dạ Tăng Kiều chị. Cô Thảo Lê khen con dễ thương kìa. Con Tăng Kiều cô đi. Tăng Kiều cô. Bé bơ là 3 tuổi rưỡi á chị. Bé bơ mấy tuổi? 1, 2, 3, 4, 5. Ngồi bấm. Dạ. Bự quá rồi, sao mà mẹ ôm cho nổi. Ấy tuột. Mà cái này là bồng không được đâu, tuột á, trơn lắm. Bơm pyjama bình thường á. Ok vậy thôi, em mặc cái này, em lên cái màu này đi nha. Bé bơ 3 tuổi lớn quá. Bé bơ 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi cũng chậm vía, cũng hơi tròn tròn được một chút. Màu em mặc là màu hồng nè. Gắm, em có gắm nè, phơm ống nhỏ nè, phơm ống nhỏ nè, đúng rồi. Với hai phơm ống suông bình thường với phơm ống nhỏ đi ha. Phơm ống nhỏ nè, màu gấm, gấm hồng nè. 22 không, 22 đúng rồi. Bé bơ, đừng té. Cái này em bán 25 á mấy chị, nhưng mà em bán 25, nhưng mà em bán trên like 22 thôi, giá sale rẻ luôn cho mấy chị, giá trên like là yêu thương luôn. Em up hình lên mạng là em bán mấy hàng cao cấp này, không có bao giờ sale hết trơn á. Chị là em bán trên like, giá nó sẽ rẻ hơn ở dưới like một chút. 22 gấu hồng nè. Cái này là bò cam nha, bò cam. Gấm xanh.
gấm xanh nè, gấm xanh, gấm hồng, gấm hồng. Ủa nữa, tắt nữa. Bò đen, bò đen. À, bò xanh, gấu nâu, có móng nhỏ hết nè nha chị, với lại màu bò hồng nữa. Bò hồng, bò hồng, bò hồng, bò xanh, gấu hồng, gấm hồng, đen, gấu nâu đó, gấm xanh với lại bò màu cam đó, là con ống nhỏ đó chị. Con ống nhỏ chất lụa to tầm với chất gắn. Thôi hết, trời đất ơi, cho mặt lụa là gắm dốc mình nó lê lết gì đó, thương xót nghe chưa. Mặc mà đồ mà cái bơ á hả, mà mặc đồ không phải mặc đồ nhà mai kỹ á hả, là rách biết bao nhiêu bộ rồi. Nó chơi mà nó lê lết, nó lăn xả dữ lắm cô ơi. Rồi cái viết của mẹ đâu rồi? Mẹ, mẹ ơi, mặc cái này lên cho nó chóa lắm rồi ta. Mặc cái áo đầm của con á. Bộ là vê cam này đẹp lắm nè mấy chị. Rồi vê cam này em còn có một bộ. Áo đầm đừng có lê lết vô trong đó. Để em mặc cái bộ hoa, hoa trắng này lên. Cái ống nhỏ là em hết rồi, em qua ống ống suông nha chị. Chị ấy, chị Hồng Ngô yêu dấu, qua ống suông nha. Ống suông này cũng, ống suông này á, form pyjama bình thường này đó, form pyjama truyền thống này thì em có hai size nha. Size M là chị em là dưới 130 pound là lấy size M. Size L là chị em dưới 155 pound thì lấy size M, lấy size L. Đây vẫn là form gọn nhỏ người. Em mặc là size M nè. Em mặc size L, size M gì em mặc cũng vừa hết trơn á. Nếu mà thích mặc vừa người là mặc size M, còn thích mặc rộng rãi. Rộng rãi thì mặc size L thôi. Ờ hai bé bơ. Hả? Mami bán hàng cho mami 5 phút nữa, mami xuống liền 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa. Này thì 26 đồng một bộ nha. Form này 26 đồng một bộ. L với M. Thì bây giờ có còn chị Hồng Ngô bên đây thôi thì em lên M nha. Em lên những mẫu em có M đi ha. Cái bơ rồi. Ủa? Cái bơ đâu? Con ở đâu vậy? Ủa còn ba người à chị. Trời ơi, chị Hồng Ngô còn coi cái này không? Muốn coi cái này nữa không? À, mà em nghĩ nha, trễ quá rồi. Với lại cũng còn hết chị coi rồi, còn có ba chị kìa. Chị Hồng Ngô yêu dấu.
vậy? Được mommy. Được mommy hả? Đâu rồi? Chị im rồi, thôi cho em xuống nha. Chị có coi cái form form quần truyền thống này không? Form suông này không? Mommy mà chị. Đây. Size M nè. Xanh nè. Em mặc là hoa trắng nha. Rồi chữ đờ màu nâu nè, chữ đờ này phối đẹp lắm. Đó. Chữ đờ này phối tay đỏ đô đẹp lắm. Sang, đơn giản nhưng mà sang. Rồi. Con mèo đỏ này còn đúng bộ. Mèo đỏ nè. Mẫu này thì 26 nha. Rồi hoa xanh cam, LV cam. Chữ trắng nè. Cái này cũng còn bộ màu xanh min ngọt ghê chưa, quá trời ngọt rồi. Trời ơi, cái hàng cao cấp thôi mấy chị coi, không có một đường chỉ dư. Mấy chị nhận hàng là cho kiểm tra từng đường kim mũi chỉ nha, từng đường kim mũi chỉ mà thấy mà hả, tuy nhiên mấy chị thấy không ưng cái nào là em cho lui hàng về luôn. Màu xanh min nè. Màu hoa hồng em đang mặc. Ok. Cái hoa hồng em đang mặc cũng hết rồi, cũng còn có một bộ. Màu đỏ này cũng hết trơn luôn. Chị này chị ở Cali nên chị sung quá. Giờ chị chưa ngủ đâu. Bên em giờ là 12 giờ mấy rồi. Bên em giờ là 12 giờ mấy rồi. Phải không? Nay cho bơ ngủ trễ rồi. Sorry bơ ha. Cho cô xong chút xíu rồi. Xuống nè. Màu loan cho em nha. Ủa, vậy đi ngủ như khi nào có? Khi nào chốt bill chị hỏi thêm đầm cổ. Cổ hai lá. Đủ hai lá hả? Đầm cổ hai lá là đầm sao ta? Đầm cổ bèo hai lá đầm mà. Em còn trái thơm mà một bộ luôn nè. Trái thơm xinh nè chị. Trái thơm nè. Đó. Đầm cổ hai lá. Ok chị, giờ chị hỏi em cũng không nhớ. Rồi màu loan. Ok chị nha.
Rồi. Đấy đó. Cái này không có mẫu ở ngoài để treo lên luôn. Bơ ngủ hả? Bé Bơ đi ra. Trời ơi, bé Bơ mặc cái đầm lụa của má Bơ trà lớn nó mới đau lòng quá à. Đứng lên ngoài. Ok, thank you chị. Vậy thôi em xuống like nha mọi người. Em nghỉ nha. Thank you mấy chị ủng hộ like hôm nay. Good night mọi người. Thank you mấy chị ủng hộ like hôm nay. Bye bye, chào cả nhà.